Luận đại trí độ quyển 72. Phẩm thứ 54, Đại Như. Kinh: lúc bấy giờ chư thiên cõi dục và cõi sắc đem hương trên đàn và hoa sen tán giữa hư không để cúng dường Phật. Đồng đảnh lễ dưới chân Phật rồi đứng sang một bên và bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, vô thượng bồ đề của chư Phật thật là thậm thâm vi diệu, khó thấy khó giải, chẳng thể tư duy chủ lượng được. Nếu dục trí thế gian thì chẳng thể nào tín giải được. Vì sao? Vì thâm bát nhã ba la mật giải rõ rằng sắc tức là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật tức là sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí tức là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật tức là nhất thiết chủng trí. Lại giải rõ rằng sắc như tướng và bát nhã ba la mật như tướng là nhất như chẳng hai chẳng khác dẫn đến nhất thiết chủng trí như tướng. Và bát nhã ba la mật như tướng là nhất như chẳng hai chẳng khác. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Này chư thiên tử, sắc tức là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật tức là sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí tức là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật tức là nhất thiết chủng trí. Sắc như tướng dẫn đến nhất thiết chủng trí như tướng. Và bát nhã ba la mật như tướng là nhất như chẳng hai chẳng khác. Này chư thiên tử, bởi nghĩa ấy nên khi Phật vừa thành đạo đã giữ yên lặng, chẳng muốn chuyển pháp luân. Vì sao? Vì rằng vô thượng bồ đề của chư Phật quá thậm thâm vi diệu, chẳng thể biết, chẳng thể thấy, chẳng thể tư duy chủ lượng được. Chỉ có những bậc thượng trí mới có thể biết được, nên người dùng trí thế gian chẳng sao có thể tín giải được. Vì sao? Vì vô thượng bồ đề là chẳng có người đắc, chẳng có chỗ đắc, chẳng có thời đắc, là thậm thâm pháp, cũng là bất nhị pháp vậy. Này chư thiên tử, vì hư không thậm thâm nên pháp này thậm thâm, vì pháp như thậm thâm nên pháp này thậm thâm, vì pháp tánh thậm thâm bất khả tư nghị, tánh thậm thâm vô biên thậm thâm nên pháp này thậm thâm, vì vô khứ thậm thâm vô lai thậm thâm nên pháp này thậm thâm, vì vô sanh thậm thâm vô diệt thậm thâm, vô trí thậm thâm vô đắc thậm thâm nên pháp này thậm thâm. Này chư thiên tử, vì ngã thậm thâm dẫn đến tri giả thậm thâm, kiến giả thậm thâm nên pháp này thậm thâm. Này chư thiên tử, vì sắc thậm thâm dẫn đến thậm thức thậm thâm, đàn ba la mật thậm thâm dẫn đến bát nhã ba la mật thậm thâm, nội không thậm thâm dẫn đến vô pháp hữu pháp không thậm thâm, bốn niệm xứ thậm thâm dẫn đến nhất thiết chủng trí thậm thâm nên pháp này thậm thâm. Chư thiên bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp này quá thậm thâm, ở trong thế gian chẳng ai có thể tín giải được. Bạch Thế Tôn, pháp này thậm thâm vì chẳng thủ cũng chẳng xả sắc, dẫn đến chẳng thủ cũng chẳng xả nhất thiết chủng trí. Ở thế gian hàng phàm phu hành sắc vì chấp sắc là ngã sở, dẫn đến hành nhất thiết chủng trí, vì chấp nhất thiết chủng trí là ngã sở. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Này chư thiên tử, pháp thậm thâm này chẳng phải vì thủ hay vì xả sắc mà được thuyết ra, dẫn đến chẳng phải vì thủ hay vì xả nhất thiết chủng trí mà được thuyết ra. Này chư thiên tử, nếu có Bồ Tát nào vì thọ sắc dẫn đến vì thọ nhất thiết chủng trí mà tu hành, thì phải biết Bồ Tát ấy chẳng thể nào thành tựu được bát nhã ba la mật, chẳng thành tựu được năm ba la mật kia, dẫn đến chẳng thành tựu được nhất thiết chủng trí. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thậm thâm pháp này tùy thuận hết thảy các pháp và vô ngại đối với hết thảy các pháp. Phật dạy: này tu Bồ Đề, pháp này là vô ngại tướng, vì đồng như hư không, đồng như pháp tánh thật tế, bất khả tư nghị tánh. Lại nữa, cũng vì đồng như hư không nên pháp này là vô tướng tướng, là vô tác tướng. Pháp này cũng là vô sanh tướng, vì sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều chẳng sanh. Pháp này cũng vô xứ tướng, vì xứ sở của sắc dẫn đến xứ sở của nhất thiết chủng trí đều là bất khả đắc. Lúc bấy giờ chư thiên bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, ngài tu Bồ Đề là Phật tử, tùy Phật sanh. Vì sao? Vì những điều ngài tu Bồ Đề nói ra đều hợp với tánh không. Ngài tu Bồ Đề hỏi chư thiên: thưa chư vị thiên tử, các ngài nói tu Bồ Đề là Phật tử là tùy Phật sanh chăng? Thế nào gọi là tùy Phật sanh? Do các pháp đều như tướng nên nói tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Vì sao? Vì Như Lai như tướng là chẳng có đến, chẳng có đi,
Tu Bồ Đề như tướng cũng là chẳng có đến chẳng có đi, bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Tu Bồ Đề từ trước đến nay đều tùy Phật sanh. Vì sao? Vì Như Lai như tướng tức là hết thảy pháp như tướng, hết thảy pháp như tướng tức là Như Lai như tướng. Trong như tướng cũng chẳng có tướng như tướng, nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Như Lai là thường trú tướng, Tu Bồ Đề cũng là thường trú tướng. Như Lai như tướng chẳng riêng khác, Tu Bồ Đề như tướng cũng chẳng riêng khác. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Như Lai như tướng là vô ngại tướng, hết thảy pháp như tướng cũng là vô ngại tướng. Như Lai như tướng và hết thảy pháp như tướng là nhất như, chẳng ai chẳng khác. Như Lai như tướng là vô tác tướng, hết thảy pháp như tướng cũng là vô tác tướng. Như Lai như tướng và hết thảy pháp như tướng là nhất như, chẳng hai chẳng khác. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Như Lai như tướng là vô niệm tướng, vô phân biệt tướng, hết thảy pháp như tướng cũng là vô niệm tướng, vô phân biệt tướng. Như Lai như tướng và hết thảy pháp như tướng là nhất như, chẳng hai chẳng khác. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Như Lai như tướng chẳng xả ly hết thảy pháp như tướng, nên chẳng phải như mà là nhất như. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh mà cũng chẳng có chỗ tùy. Như Lai như tướng chẳng có quá khứ hiện tại và vị lai, hết thảy pháp như tướng cũng chẳng có quá khứ hiện tại và vị lai. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Như Lai như tướng chẳng ở trong quá khứ như, quá khứ như cũng chẳng ở trong Như Lai như. Như Lai như tướng chẳng ở trong hiện tại như, hiện tại như cũng chẳng ở trong Như Lai như. Như Lai như tướng chẳng ở trong vị lai như, vị lai như cũng chẳng ở trong Như Lai như. Như Lai như cùng với quá khứ như, hiện tại như và vị lai như là nhất như, chẳng hai chẳng khác. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Sắc như dẫn đến thức như, ngã như dẫn đến tri giả như, kiến giả như. Đàn ba la mật như dẫn đến bát nhã ba la mật như. Nội không như dẫn đến vô pháp hữu pháp không như. Bốn niệm xứ như dẫn đến nhất thiết chủng trí như, cùng với Như Lai như là nhất như, chẳng hai chẳng khác. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Bồ Tát Ma Ha Tát do được như nên được gọi là Như Lai. Khi Ngài Tu Bồ Đề thuyết về nghĩa như tướng xong thì khắp cõi đại thiên thế giới đều dấy lên sáu điệu chấn động. Luận hỏi: trước đây đã tán thán Bát Nhã Ba La Mật là pháp thập thâm rồi, vì sao nay còn tán thán nữa? Đáp: Bát Nhã Ba La Mật là pháp thập thâm vi diệu, khó tin khó giải. Bởi vậy nên phải tùy theo căn trí của chúng sanh mà thuyết giảng có cạn có sâu, khiến mọi người đều được lợi lạc. Vì như nói hết thảy pháp đều là tánh không là nói cạn, nói thế gian pháp tức là Phật pháp, là Niết Bàn pháp là nói sâu, vân vân. Ví như dòng sông có khúc cạn khúc sâu, cũng như vậy thuyết về Bát Nhã Ba La Mật có lúc phải nói cạn có lúc phải nói sâu. Dù nói cạn hay nói sâu thì người nghe pháp vẫn có thể sanh tín tâm. Thế nhưng nếu chưa có đầy đủ trí huệ thì cũng vẫn chẳng có thể lãnh hội được chỗ thâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật được. Hỏi: nếu hàng chư thiên tán thán Bát Nhã Ba La Mật đã thậm thâm mà người thế gian vẫn chưa có thể lãnh hội được thì nói ra làm gì? Đáp: người thế gian nghe tán thán danh tự Bát Nhã Ba La Mật đã có thể tin được, nhưng đó chỉ mới là sơ tín. Nếu nghe xong mà dùng trí huệ để phân biệt rồi mới tin thì đó mới là chánh tín. Bởi vậy nên khi nghe nói về vi diệu tịch diệt pháp thì chỉ có người trí mới có thể tín giải mà thôi. Hỏi: vì sao nghe nói về vi diệu tịch diệt pháp mà người trí có thể tín giải được? Đáp: Phật là đấng chánh biến tri, người thế gian chẳng sao có thể suy lược được chỗ hành xử của Phật. Người đã chứng được tịch diệt trí rồi cũng chỉ biết được có một phần ít mà thôi. Ví như người đắc quả Tu Đà Hoàn vì chỉ mới đoạn được ba phần kết sử nên chỉ biết được một phần ít về Vô Thượng Bồ Đề. Cứ như vậy, nếu hành giả tiến tu cho đến khi đắc quả A-La-Hán, đạt được 10 phần kết sử thì sẽ biết được rõ hơn về Vô Thượng Bồ Đề. Bởi nhân duyên vậy nên nói người trí khi đã chứng được tịch diệt trí thì đã có thể tiến giải được một phần về nhất thiết chủng trí, về Vô Thượng Bồ Đề vậy. Người thế gian thường chỉ chấp danh tự, chấp tướng nên chẳng có thể tiến giải được, mà nếu tin thì cũng chỉ mới là sơ tín thôi. Lại nữa, khi nói về danh tự Bát Nhã Ba La Mật, đối với hàng tân học Bồ Tát thì đó là Bát Nhã Ba La Mật. Thế nhưng đối với chư Phật và chư Đại Bồ Tát thì đó chính là Vô Thượng Bồ Đề.
Bởi nhân duyên vậy nên hàng chư thiên đã tán thán vô thượng bồ đề của chư Phật thâm vi diệu. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật giải rõ rằng sắc tức là bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật tức là sắc, dẫn đến nhất thiết trùng trí tức là bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật tức là nhất thiết trùng trí, sắc như tướng dẫn đến bát nhã ba la mật như tướng, cùng với bát nhã ba la mật như tướng là nhất như, là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Lời tán thán của chư thiên đã được Phật ấn chứng. Lại nữa, hàng phàm phu do vì chấp danh chấp tướng nên mới khỏi phân biệt các pháp của tướng sai khác. Ví như do so sánh cung điện nguy nga với nhà tranh mục nát mà nảy sinh ý niệm về sang hèn giàu nghèo, như do so sánh hương trên đàn với hy mùi gỗ tạp mà nảy sinh ý niệm về tốt xấu, vân vân. Thế nhưng khi đã nhận rõ được thật tướng của các pháp rồi thì sẽ thấy rõ hết thảy pháp đều là như tướng, là nhất như, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Khi mới thành đạo, Phật chưa vội truyền pháp luân. Vì sao? Vì Phật biết rõ hàng phàm phu khó tin, khó ngộ được thật tướng pháp, chẳng sao có thể hiểu được rằng hết thảy pháp đều là nhất như, là như hư không, là như pháp tánh, là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi nhân duyên vậy nên chư thiên bạch Phật, bạch Thế Tôn, hết thảy người ở thế gian chẳng có thể tin được. Vì thậm thâm pháp này chẳng thủ hết thảy pháp, cũng chẳng xả hết thảy pháp. Phật dạy, Bồ Tát nào vì thọ sắc dẫn đến vì thọ nhất thiết trùng trí mà tu hành, thì chẳng sao thành tựu được các công đức, chẳng sao thành tựu được bát nhã ba la mật, dẫn đến chẳng sao thành tựu được nhất thiết trùng trí. Lúc bấy giờ ngài tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật tùy thuận hết thảy pháp và vô ngại đối với hết thảy pháp. Vì bát nhã ba la mật là vô ngại tướng nên là đồng như hư không. Ví như bức tường trước khi được xây thì ở tại vị trí đó vốn là hư không. Khi bức tường đã được xây lên rồi, người ta có thể dùng đinh để đóng vào, trẻ nít yếu sức chỉ đóng vào được chút ít, còn người lớn mạnh khỏe có thể đóng lún cả cây đinh vào tường. Cũng như vậy, hết thảy các pháp đều là tự tướng không mà người ít trí huệ chẳng có thể biết được như vậy. Trái lại, người có đại trí huệ biết rõ hết thảy các pháp ở nơi thật tướng đều là bình đẳng, là vô tướng, là vô ngại, là như hư không, biết rõ hết thảy pháp đều là bất sanh, bất diệt, bất cầu, bất tịnh, đều là bất khả đắc. Vì sao? Vì nếu các pháp là khả đắc, có thể được, thì chẳng phải là rốt ráo không, chẳng phải là vô ngại, chẳng phải là vô trú xứ vậy. Lúc bấy giờ chư thiên bạch Phật, bạch Thế Tôn, ngài tu Bồ Đề là Phật tử tùy Phật sanh. Vì sao? Vì những điều ngài tu Bồ Đề nói ra đều hợp với tánh không, nên biết sanh có ba nghĩa, đó là tùy thuận sanh, tùy thuận thắng sanh, bất tùy thuận sanh. Người thế gian khi sanh con mong được tùy thuận sanh và tùy thuận thắng sanh, nghĩa là mong con mình về sau sẽ hơn cha mẹ, cho đó là nhà có phước. Ở trong Phật đạo chỉ có tùy thuận sanh. Vì sao? Vì Phật là bậc có trí huệ thủ thắng nhất, chẳng có chúng sanh nào sánh kịp. Ở đây cũng nên biết, trong kinh có nói đến từ miệng Phật sanh và từ Pháp sanh. Đây là nói về các vị đã chứng được bốn quả thanh văn hoặc đã vào Bồ Tát vị. Bích Chi Phật tuy cũng từ Pháp Phật sanh, nhưng khi ra đời chẳng gặp Phật, chỉ tự nghiệm Pháp mà được đạo. Bởi vậy nên chẳng được gọi là tự miệng sanh, từ miệng Phật sanh. Ngài tu Bồ Đề đã được lậu tận, lại khi ra đời được gặp Phật, nghe Phật thuyết pháp và bản thân cũng thường thuyết pháp không, nên được gọi là tùy Phật sanh. Hỏi, vì sao chẳng nói Bồ Tát vào chánh vị là tùy Phật sanh? Đáp, có thuyết nói, Bồ Tát do còn lưu hoặc để độ sanh, nên dù chưa lậu tận mà đã vào vô dư niết bàn. Trái lại, A-la-hán đã được lậu tận rồi, nhưng do còn chấp pháp nên chỉ vào hữu dư niết bàn để tiến nhập vô dư niết bàn. Bởi vậy nên nói, Bồ Tát dù đã có đại trí huệ đã vào pháp vị, nhưng do còn lưu hoặc để độ sanh, còn qua lại trong sanh tử nên chẳng được gọi là tùy Phật sanh. Lại có thuyết nói rằng có hai trường hợp thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật, đó là thuyết riêng cho hàng đại Bồ Tát đại thừa, thuyết chung cho cả hai tượng. Bồ Tát thừa và thanh văn thừa chỉ có hạng đại Bồ Tát chẳng còn do nghiệp sanh mà chỉ do ứng hóa sanh, vì đã vượt ra ngoài ba cõi, đã đầy đủ thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ mới được gọi là tùy Phật sanh. Các bậc pháp tánh sanh thân Bồ Tát này dù vẫn còn trú trong thế gian mà vẫn chẳng dụng tâm trú. Ngài tu Bồ Đề là pháp tánh sanh thân Bồ Tát thì hiện làm thanh văn nên là tùy Phật sanh. Ngài có đại huệ lực thường thuyết thậm thâm bát nhã ba la mật nên là tùy Phật sanh. Nếu ngài thủ chấp niết bàn thì chẳng thể được gọi là tùy Phật sanh được. Thế nhưng khi chư thiên tán thán rằng
Ngài Tu Bồ Đề là Phật tử, là tùy Phật sanh, vì những điều Ngài nói ra đều hợp với tánh không, thì Ngài Tu Bồ Đề chẳng thọ lời tán thán ấy mà giải thích rằng Như Lai là như tướng, chẳng có đến, chẳng có đi. Tu Bồ Đề cũng là như tướng, chẳng có đến, chẳng có đi. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề là tùy Phật sanh. Như Lai là như tướng, là rốt ráo không. Hết thảy Pháp cũng đều là như tướng, là rốt ráo không. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề là tùy Phật sanh. Như Lai như tướng là vô ngại tướng. Hết thảy Pháp như tướng cũng là vô ngại tướng. Như Lai như tướng và hết thảy Pháp như tướng là nhất như, chẳng hai chẳng khác. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề là tùy Phật sanh. Như Lai như tướng là vô tác tướng, vô niệm tướng, vô phân biệt tướng, là như hư không tướng, hết thảy Pháp như tướng cũng đều là như vậy. Như Lai như tướng và hết thảy Pháp như tướng là nhất như, chẳng hai chẳng khác. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề là tùy Phật sanh. Như Lai như tướng chẳng xả ly hết thảy Pháp như tướng, nên chẳng phải như mà là nhất như. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề là tùy Phật sanh. Như Lai như tướng chẳng ước tưởng phân biệt ba cõi ba thời, hết thảy Pháp như tướng cũng chẳng phân biệt ba cõi ba thời. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề là tùy Phật sanh. Như Lai như tướng chẳng ở trong ba cõi ba thời, hết thảy Pháp như tướng cũng chẳng ở trong ba cõi ba thời. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề là tùy Phật sanh. Vì sao? Vì Như Lai là rốt ráo không, quá khứ hiện tại và vị lai cũng đều là rốt ráo không, nên Như Lai chẳng trú trong ba thời, ví như hư không chẳng trú trong hư không vậy. Lại nữa, Như Lai là vô tướng, vô tác, vô sanh, vô diệt, là vô lượng, vô biên, ba thời cũng đều là như vậy, nên Như Lai chẳng trú trong ba thời, dẫn đến mười phương ba cõi cũng là như vậy. Sắc như dẫn đến nhất thiết chủng trí như, cùng với Như Lai như là nhất như, là chẳng hai chẳng khác. Vì sao? Vì hết thảy Pháp từ sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí cùng với Như Lai đều do duyên hòa hợp mà giả danh có, đều là bất khả đắc, đều là rốt ráo không, là như Pháp tánh thật tế cả. Sắc như dẫn đến nhất thiết chủng trí như cùng với Như Lai như là nhất như, là chẳng hai chẳng khác. Phàm phu chấp tướng các Pháp nên thấy có các Pháp sai biệt, chẳng biết rằng hết thảy Pháp đều bình đẳng, chẳng có phân biệt. Chư Thánh hiện vào trong bất nhị Pháp môn rồi, nên thấy các Pháp đều bình đẳng, đều là nhất như, là chẳng hai, là chẳng khác vậy. Và từ nơi thần thánh như mà đến, nên được gọi là Đấng Như Lai. Kinh: Chư thiên cõi dục và cõi sắc đem hương trên đàn tán giữa hư không để cúng dường Phật và Ngài Tu Bồ Đề, rồi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu, Ngài Tu Bồ Đề y nơi Như Lai như mà tùy Phật sanh. Ngài Tu Bồ Đề lại vì chư thiên nói về nghĩa pháp như. Ngài nói: Thưa chư vị thiên tử, Tu Bồ Đề chẳng từ trong sắc, chẳng ly sắc, chẳng từ trong sắc như, chẳng ly sắc như mà tùy Phật sanh, dẫn đến chẳng từ trong nhất thiết chủng trí, chẳng ly nhất thiết chủng trí, chẳng từ trong nhất thiết chủng trí như, chẳng ly nhất thiết chủng trí như mà tùy Phật sanh. Tu Bồ Đề chẳng từ trong vô vi, chẳng ly vô vi, chẳng từ trong vô vi như, chẳng ly vô vi như mà tùy Phật sanh. Vì sao? Vì hết thảy Pháp đều là vô sở hữu, đều là bất khả đắc, nên là chẳng tùy người, chẳng tùy Pháp. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Pháp như là chân thật, chẳng phải hư vọng, là Pháp chú Pháp vị, là thậm thâm vi diệu Pháp. Trong Pháp như thì sắc bất khả đắc, sắc như bất khả đắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí bất khả đắc, nhất thiết chủng trí như bất khả đắc. Vì sao? Vì sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là bất khả đắc, huống nữa là sắc như dẫn đến nhất thiết chủng trí như. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Xá Lợi Phất, Pháp như là chân thật, chẳng phải hư vọng, là Pháp chú Pháp vị, là thậm thâm vi diệu Pháp. Trong đó sắc bất khả đắc, sắc như bất khả đắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí bất khả đắc, nhất thiết chủng trí như bất khả đắc. Vì sao? Vì sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là bất khả đắc, huống nữa là sắc như dẫn đến nhất thiết chủng trí như. Khi Ngài Xá Lợi Phất vừa thuyết xong về nghĩa pháp như tướng này, thì trong chúng hội liền có 200 vị tỳ kheo chẳng còn thọ hết thảy pháp được lậu tận A-la-hán, có 500 vị tỳ kheo ni được viễn ly trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, có 5.000 vị Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, lại có 6.000 vị Bồ Tát chẳng còn thọ hết thảy pháp được lậu tận tâm được giải thoát thành A-la-hán. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, số 6.000 vị Bồ Tát thành A-la-hán trên đây, ở đời trước đã gặp 500 Đức Phật, đã thân cận cung kính cúng dường các Đức Phật ấy, đã thật hành bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ,
Thế nhưng những Bồ Tát này do chẳng có lực phương tiện bát nhã ba la mật nên nghĩ rằng đây là bố thí, đây là trì giới, đây là nhẫn nhục, đây là tinh tấn, đây là thiền định, đây là trí huệ. Do chẳng có lực phương tiện bát nhã ba la mật nên chẳng vào được vô nhị tướng, chẳng vào được Bồ Tát vị mà chỉ được quả tu đà hoàn dẫn đến quả A-la-hán. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát nào khi thật hành Bồ Tát Đạo mà xa rời bát nhã ba la mật thì chẳng có được lực phương tiện của bát nhã ba la mật, nên ở nơi thật tế mà lại tác chứng các quả vị thanh văn. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên gì mà cùng tu hành các pháp không vô tướng và vô tác, lại có người chẳng có được lực phương tiện bát nhã ba la mật, khiến phải lạc về thanh văn địa. Có người có được lực phương tiện bát nhã ba la mật dẫn đến được vô thượng bồ đề. Phật dạy, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát nào tu không vô tướng và vô tác mà xa rời bát nhã ba la mật thì chẳng có được phương tiện bát nhã ba la mật nên phải bị lạc về thanh văn địa. Còn Bồ Tát nào tu không vô tướng và vô tác mà thường chẳng xa rời bát nhã ba la mật thì có được lực phương tiện bát nhã ba la mật, do được lực phương tiện bát nhã ba la mật hộ trì nên Bồ Tát này chẳng lạc về thanh văn địa và được Bồ Tát vị dẫn đến được vô thượng bồ đề. Này Xá Lợi Phất, ví như có con chim, có con thần lớn cả hàng trăm do tuần, mà chẳng có đôi cánh rơi từ cõi trời đau lợi xuống tận cõi diêm phủ đề. Ý ông nghĩ sao? Khi đang trên đường rơi, con chim ấy muốn trở về cõi trời đau lợi thì như vậy có thể được chăng? Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng thể được vậy. Phật dạy, này Xá Lợi Phất, con chim ấy muốn khi rơi xuống cõi diêm phủ đề vẫn giữ được thân hình nguyên vẹn, muốn chẳng bị đau đớn. Ý ông nghĩ sao? Con chim ấy muốn như vậy có được chăng? Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng thể được vậy. Con chim ấy rơi từ trên cao xuống, hắn phải chịu đau đớn rất nhiều, dẫn đến phải chết. Vì sao? Vì chim có thân hình quá lớn, quá nặng, mà lại chẳng có đôi cánh vậy. Phật dạy, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát cũng là như vậy. Dù đã trải qua vô lượng kiếp, tu bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ, dù đã phát đại tâm, đã hành đại sự để cầu vô thượng bồ đề, nhưng nếu Bồ Tát xa rời được phương tiện bát nhã ba la mật thì cũng vẫn bị lạc về thanh văn địa hoặc bích chi phật địa. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát tu tập sáu pháp ba la mật, tưởng niệm các công đức thọ trì giới định huệ giải thoát tri kiến của ba đời chư Phật, mà thủ chấp tướng thọ trì cũng như nghe các danh từ không vô tướng vô tác, mà thủ chấp các danh tự ấy để hồi hướng về vô thượng bồ đề. Phải biết vị bồ tát ấy chẳng có thể vượt qua thanh văn và bích chi phật địa được. Vì sao? Vì bồ tát ấy do xa rời lực phương tiện bát nhã ba la mật mà thủ chấp các tướng thiện căn để hồi hướng về vô thượng bồ đề vậy. Này Xá Lợi Phất, có bồ tát từ sơ phát tâm đến nay tu tập sáu pháp ba la mật chẳng xa rời tát bà nhã đại bi tâm, lại có các lực phương tiện bát nhã ba la mật, nên chẳng thủ chấp tướng thọ trì giới định huệ giải thoát tri kiến của ba đời chư Phật, chẳng thủ chấp các danh tự không vô tướng vô tác. Phải biết vị Bồ Tát ấy chẳng bị lạc về thanh văn và bích chi Phật địa mà thẳng tiến đến vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vị Bồ Tát ấy từ sơ phát tâm đến nay hành sáu pháp ba la mật mà chẳng chấp tướng thọ trì giới định huệ giải thoát tri kiến của ba đời chư Phật. Này Xá Lợi Phất, như vậy gọi là Bồ Tát có lực phương tiện bát nhã ba la mật, dùng tâm ly tướng mà tu hành sáu pháp ba la mật, dẫn đến dùng tâm ly tướng mà tu hành nhất thiết chủng trí. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, con đã rõ về nghĩa Phật dạy. Nếu có Bồ Tát nào chọn chẳng giải được phương tiện bát nhã ba la mật thì phải biết vị Bồ Tát ấy đã gần đến được vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy từ sơ phát tâm đến nay thấu rõ là chẳng có pháp biết được khả chi, dù pháp đó là sắc, là thọ tưởng hành thức dẫn đến nhất thiết chủng trí. Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Bồ Tát đạo mà xa rời được phương tiện bát nhã ba la mật thì phải biết người ấy chưa quyết định sẽ được hay sẽ chẳng được vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ ấy hành bố thí mà thủ chấp tướng, dẫn đến hành trí huệ mà thủ chấp tướng, bởi vậy nên chẳng quyết định sẽ được hay sẽ chẳng được vô thượng bồ đề vậy. Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát nào muốn được vô thượng bồ đề phải chăng nên chẳng nên xa rời được phương tiện bát nhã ba la mật, lại phải dụng tâm vô đắc vô tướng mà tu tập sáu pháp ba la mật, dẫn đến phải dụng tâm vô đắc vô tướng mà tu tập nhất thiết chủng trí.
luận. Khi tán hương trên đàn giữa hư không để cúng dường Phật và ngài Tu Bồ Đề, và tán thán ngài Tu Bồ Đề y nơi Như Lai, như mà tùy Phật danh, chư thiên đã nghĩ rằng ngài Tu Bồ Đề có đại trí huệ, nên những lời ngài nói ra đều là như lời Phật. Ngài đúng là tùy Phật danh. Ngài Tu Bồ Đề biết rõ chư thiên chưa thật hiểu rõ về thâm nghĩa của Pháp Như. Ngài muốn đoạn các nghi chấp đó nên nói với chư thiên rằng Như là rút giáo không, rồi ngài giải thích thêm. Tu Bồ Đề chẳng phải từ trong sắc, dẫn đến chẳng phải từ trong nhất trùng, trùng trí mà tùy Phật sanh. Tu Bồ Đề chẳng phải ly sắc, dẫn đến chẳng phải ly nhất thiết trùng trí mà tùy Phật sanh. Tu Bồ Đề chẳng phải từ trong sắc Như, dẫn đến chẳng phải từ trong nhất thiết trùng trí Như mà tùy Phật sanh. Tu Bồ Đề chẳng phải ly sắc Như, dẫn đến chẳng phải ly nhất thiết trùng trí Như mà tùy Phật sanh. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là vô sở hữu, đều là bất khả đắc, nên là chẳng tùy người, chẳng tùy pháp. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng Pháp Như là chân thật, chẳng phải hư vọng, là thập thâm vi diệu pháp. Trong Pháp Như thì sắc dẫn đến nhất thiết trùng trí cũng bất khả đắc, hướng nữa là sắc Như dẫn đến nhất thiết trùng trí Như. Hỏi: sắc pháp và sắc pháp Như khác nhau như thế nào? Đáp: sắc pháp là pháp thấy được, sắc pháp Như chỉ là danh tự pháp, nhưng đó là thật pháp chẳng hư dối. Phàm phu mê muội chẳng hiểu rõ sắc pháp Như nên mới khởi ra các bất thiện nghiệp, khiến phải bị đọa vào ba đường ác. Nếu khởi được các thiện nghiệp thì cũng chỉ hưởng được các phước báo cõi trời và cõi người. Hành giả muốn được vô lậu nghiệp thì phải hướng về đại thừa pháp mới có được đại lợi ích. Nếu chỉ trú nơi thanh văn pháp thì chẳng có thể được rốt giáo thanh tịnh, chẳng vào được nơi Như tướng pháp. Phàm phu điên đảo vọng chấp các sắc pháp hữu vi mà chẳng biết rằng hết thảy pháp ở nơi thật tướng đều là Như. Nếu biết rõ được rằng hết thảy sắc pháp đều là Như thì mới vào được nơi thật tướng pháp, mới có thể biết rõ hết thảy pháp đều là nhất Như, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi vậy nên ngài Tu Bồ Đề khiêm tốn nói rằng chẳng phải chỉ riêng mình tôi là tùy Phật danh, mà hết thảy pháp cũng đều là như vậy cả. Ngài Xá Lợi Phất tán thán ngài Tu Bồ Đề đã khai thị vẻ nghĩa của pháp Như tướng, khiến chúng hội được lợi ích. Hỏi: đây là hội thuyết về Bát Nhã Ba La Mật, vì sao lại nói có 6.000 vị Bồ Tát được quả A La Hán? Đáp: phải biết rõ sẽ có người vấn nạn về điểm này, nên đã vì chúng hội mà nói với ngài Xá Lợi Phất rằng những người này do chẳng tu được phương tiện Bát Nhã Ba La Mật nên bị lạc về thanh văn địa. Lại nữa, vì họ xa rời Bát Nhã Ba La Mật, thủ chấp các thiện pháp, nên khi nghe Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật, tự biết mình chưa có được tâm từ bi rộng lớn. Do vậy mà họ nhàm chán thế gian, mong cầu tự lợi, chẳng thọ hết thầy pháp, khiến ở nơi thật tế mà đắc chứng quả thanh văn, được quả A-la-hán vậy. Hỏi: trong kinh nói rằng 6.000 vị Bồ-Tát này do chẳng có lực phương tiện Bát Nhã Ba-la-mật, nên dù tu tập các pháp Ba-la-mật cũng chẳng vào được vô nhị tướng, mà chỉ chứng được quả A-la-hán. Như vậy, nếu các vị Bồ-Tát này được vô vi pháp, thì có vào được Bồ-Tát vị chăng? Đáp: các vị Bồ Tát này ở đời quá khứ đã tu tập các ba la mật công đức, nhưng còn thủ chấp nên chẳng có được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, chẳng vào được Bồ Tát vị. Này nghe Bát Nhã Ba La Mật, dù vào được vô vi pháp, nhưng do chưa phát đại bi tâm làm lợi ích cho chúng sanh, nên ở nơi thật tế mà chỉ tác chứng quả vị thanh văn. Hỏi: vì sao cùng tu hành các pháp không vô tướng vô tác, mà có người đến được vô thượng Bồ Đề, có người lại chỉ chứng được quả vị thanh văn? Đáp: hạng người thứ hai nêu trên đây, vì ly tác bản nhã đại bi tâm, vì chẳng có phát đại nguyện làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh, nên dù có tu tập không vô tướng vô tác, cũng chẳng thể nào đến được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì tu như vậy là chẳng có lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Ví như con chim to lớn mà chẳng có đôi cánh, rơi từ trên cao xuống, ắt phải chịu đau đớn rất nhiều, dẫn đến có thể phải chết. Cũng như vậy, Bồ Tát chẳng có được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, ắt sẽ phải đổi sụt về thanh văn địa, đánh mất Bồ Tát bổn nguyện công đức vậy. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát nào muốn được vô thượng Bồ Đề, phải chẳng nên xa rời lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, phải dùng tâm vô đắc vô tướng mà tu tập nhất thiết trùng trí. Kinh: lúc bấy giờ chư thiên bạch Phật, bạch Thế Tôn, vô thượng Bồ Đề rất khó được. Vì sao? Vì Bồ Tát Ma Ha Tát phải biết hết thảy pháp mới được vô thượng Bồ Đề, thế nhưng pháp ấy lại là pháp bất khả đắc. Phật dạy: đúng như vậy, này chư thiên tử, vô thượng Bồ Đề rất khó được, ta cũng được hết thảy pháp, được hết thảy trí rồi mới được vô thượng Bồ Đề.
Thế nhưng pháp ấy là pháp vô sở đắc, chẳng có chỗ đắc, vô năng chi, chẳng hay biết, vô sở chi, chẳng có chỗ biết, vô chi giả, chẳng có người biết. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là rốt ráo thanh tịnh cả. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, theo như lời Phật dạy thì vô thượng Bồ Đề rất khó được, nhưng theo chỗ con hiểu thì vô thượng Bồ Đề này rất dễ được. Vì sao? Vì chẳng có người được vô thượng Bồ Đề, cũng chẳng có pháp gì để được cả. Hết thảy pháp đều là không, đều là vô pháp, đều chẳng tăng chẳng giảm, nên hành sáu pháp ba la mật, dẫn đến hành nhất thiết trùng trí là vô sở đắc, chẳng có chỗ được, là chẳng có người năng đắc hay được, chẳng có pháp khả đắc để được vậy. Bởi nhân duyên vậy, nên còn tự niệm rằng vô thượng Bồ Đề rất dễ được. Vì sao? Vì sắc và sắc tướng là không, dẫn đến nhất thiết trùng trí, và nhất thiết trùng trí tướng là không. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề, nếu hết thảy pháp đều là không, là như hư không thì cũng chẳng nên giới niệm ta sẽ được vô thượng Bồ Đề. Nếu Bồ Tát tín giải được rằng các pháp đều là không, là như hư không, rằng vô thượng Bồ Đề là rất dễ được, thì vì sao hiện nay vẫn còn hàng xa Bồ Tát cầu vô thượng Bồ Đề lại thối chuyển? Thế nên vô thượng Bồ Đề chẳng phải dễ được vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi lại, ý Ngài nghĩ sao? Ở nơi vô thượng Bồ Đề thì sắc có thối chuyển chăng? Thọ tưởng hành thức có thối chuyển chăng? Ngài Xá Lợi Phất đáp, chẳng có thối chuyển vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, ở nơi vô thượng Bồ Đề thì nhất thiết trùng trí có thối chuyển chăng? Ngài Xá Lợi Phất đáp, chẳng có pháp gì thối chuyển vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, ở nơi vô thượng Bồ Đề nếu đi sắc dẫn đến ly nhất thiết trùng trí thì có pháp gì thối chuyển chăng? Ngài Xá Lợi Phất đáp, chẳng có thối chuyển vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, ở nơi vô thượng Bồ Đề thì sắc như tướng dẫn đến nhất thiết trùng trí như tướng có thối chuyển chăng? Ngài Xá Lợi Phất đáp, chẳng có pháp gì thối chuyển vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, ở nơi vô thượng Bồ Đề nếu ly sắc như tướng dẫn đến ly nhất thiết trùng trí như tướng thì có pháp gì thối chuyển chăng? Ngài Xá Lợi Phất đáp, chẳng có pháp gì thối chuyển vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, ở nơi vô thượng Bồ Đề thì pháp như, pháp tánh, pháp trụ, pháp vị, thật tế, bất khả thư nghị tánh có thối chuyển chăng? Ngài Xá Lợi Phất đáp, chẳng có thối chuyển vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, ở nơi vô thượng Bồ Đề nếu ly pháp như, pháp tánh, pháp trụ, pháp vị, thật tế, bất khả thư nghị tánh thì có pháp gì thối chuyển chăng? Ngài Xá Lợi Phất đáp, chẳng có pháp gì thối chuyển vậy. Ngài Tu Bồ Đề nói, các pháp đều rốt ráo bất khả đắc, nên ở nơi vô thượng Bồ Đề chẳng có pháp gì thối chuyển cả. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, theo như lời Ngài nói, thì Bồ Tát khi đã vào trong pháp nhẫn rồi, thì ở nơi vô thượng Bồ Đề chẳng còn thối chuyển nữa. Lại theo lời Phật dạy, thì người cầu Thanh Văn Đạo, người cầu Bích Chi Phật Đạo và người cầu Phật Đạo đều bình đẳng, chẳng có phân biệt. Như vậy vì sao Ngài lại nói chỉ có Bồ Tát cầu Phật Đạo mà thôi? Lúc bấy giờ Ngài Phú Lâu Na nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nên hỏi Ngài Tu Bồ Đề có phải chỉ có một thừa là Bồ Tát thừa chăng? Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề, thưa Ngài Tu Bồ Đề, Ngài muốn nói chỉ có một thừa duy nhất là Bồ Tát thừa chăng? Ngài Tu Bồ Đề hỏi lại, ở nơi pháp như mà Ngài muốn có ba thừa là Thanh Văn thừa, Bích Chi Phật thừa và Phật thừa chăng? Ngài Xá Lợi Phất đáp, chẳng có được vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, ở trong ba thừa sai biệt đó thì pháp như là khả đắc có thể được chăng? Ngài Xá Lợi Phất đáp, chẳng thể được vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, như tướng là một tướng hay là hai tướng, là ba tướng chăng? Ngài Xá Lợi Phất đáp, như tướng chỉ là một tướng, chẳng phải là hai ba tướng vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, trong pháp như, Ngài nghĩ rằng có một thừa dẫn đến có nhiều thừa chăng? Ngài Xá Lợi Phất đáp, chẳng có được vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, trong tất cả bốn vấn đề nêu trên đây, Ngài thấy rằng ba thừa đều bất khả đắc, như vậy vì sao Ngài còn giới niệm là có người cầu Thanh Văn thừa, có người cầu Bích Chi Phật thừa, có người cầu Phật thừa? Thưa Ngài Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát nào nghe pháp như tướng này mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, chẳng nghi, thì phải biết vị Bồ Tát ấy sẽ thành tựu vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ Phật tán thán Ngài Tu Bồ Đề rằng, lành thay, lành thay, này Tu Bồ Đề, lời của ông nói ra đó đều nhờ nơi Phật lực. Này Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát nào nghe thuyết như là chẳng có các pháp sai biệt mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, chẳng nghi, thì phải biết vị Bồ Tát đó sẽ thành tựu vô thượng Bồ Đề. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, thành tựu Bồ Đề nào? Phật dạy, này Xá Lợi Phất, thành tựu vô thượng Bồ Đề. Luận, trừ thiền giấy niệm nghĩ rằng vô thượng Bồ Đề rất khó được,
nên đã bạch Phật rằng vô thượng bồ đề là bất khả đắc mà chư bồ tát phải quán hành, phải tu tập để được vô thượng bồ đề nhằm cứu độ chúng sanh. Phật ấn chứng lời của chư tiên và dạy rằng ta ngồi đạo tràng dùng hết thảy trí, được hết thảy pháp, nhưng chẳng có pháp nào là có định tướng, chẳng có pháp nào là khả đắc, vì các pháp đều là rốt ráo thanh tịnh. Ngài tu bồ đề bạch Phật rằng vô thượng bồ đề dễ được vì hết thảy pháp đều rốt ráo không, nên chẳng có pháp vô thượng bồ đề, chẳng có người được vô thượng bồ đề, chẳng có chướng ngại, chẳng có chỗ tu, chẳng có chỗ được vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài tu bồ đề, nếu vô thượng bồ đề dễ được thì vì sao vẫn có hàng sa bồ tát cầu vô thượng bồ đề lại phải thối tâm? Ngài tu bồ đề nêu lên một số câu hỏi. Ở nơi vô thượng bồ đề, sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí có thối chuyển chăng? Sắc như tướng dẫn đến nhất thiết chủng trí như tướng có thối chuyển chăng? Pháp như pháp tánh, pháp trụ, pháp vị, thật tế, bất khả tư nghỉ tánh có thối chuyển chăng? Ở nơi vô thượng bồ đề, ly sắc dẫn đến ly nhất thiết chủng trí có pháp gì thối chuyển chăng? Ly sắc như tướng dẫn đến ly nhất thiết chủng trí như tướng có pháp gì thối chuyển chăng? Lì pháp như pháp tánh, pháp trụ, pháp vị, thật tế, bất khả tư nghỉ tánh có pháp gì thối chuyển chăng? Ngài Xá Lợi Phất biết rõ hết thảy pháp đều là tánh không, nên đã trả lời rằng chẳng có thối chuyển vậy, vì hết thảy pháp đều là như, là tợ như hư không, nên chẳng có thối chuyển. Theo lời ngài tu bồ đề thì bồ tát nào đã vào được trong pháp nhẫn rồi chẳng còn thối chuyển nữa. Đây là một pháp môn tu, phải hành pháp không mới vào được pháp môn này. Ngài Xá Lợi Phất tuy đã lãnh hội được lời nói của ngài tu bồ đề, nhưng vì phải pháp mà ngài hỏi tiếp, nếu chẳng có người cầu đạo thối tâm thì người tu sẽ được thành Phật cả, như vậy vì sao còn phân biệt có ba thừa? Ngài tu bồ đề nêu lên bốn câu hỏi để phá chấp về ba thừa. Ngài hỏi ngài Xá Lợi Phất rằng ở nơi pháp như mà muốn có ba thừa sai biệt chăng? Ở nơi ba thừa sai biệt thì pháp như là bất khả đắc chăng? Như tướng là một tướng hay là nhiều tướng chăng? Trong pháp như có một thừa dẫn đến có nhiều thừa chăng? Ngài Xá Lợi Phất đều đáp lại rằng chẳng có được vậy. Phật tán thán ngài tu bồ đề, lành thay, lành thay. Và Phật dạy rằng nếu có bồ tát nào nghe thuyết như mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ thì đó là bồ tát sẽ thành tựu được vô thượng bồ đề. Hỏi vì sao ngài Xá Lợi Phất hỏi Phật thành tựu bồ đề nào? Đáp nên biết ở nơi mỗi thừa đều có quả bồ đề, bởi vậy nên ngài Xá Lợi Phất mới hỏi như trên. Nên biết bồ đề đại thừa, tức là bồ đề của Phật, là quả vị tối thượng nên được gọi là vô thượng bồ đề, bởi vậy nên Phật đáp thành tựu vô thượng bồ đề. Thành tựu vô thượng bồ đề là vào nơi thật tướng pháp, nơi rốt ráo không, biết rõ hết thảy pháp đều chẳng có định tướng, đều là nhất tướng, là vô tướng, là như tướng vậy. Nếu ly rốt ráo không thì mới thấy có ba thừa pháp phân biệt, và tùy theo căn trí của chúng sanh mà phân biệt thuyết có ba thừa pháp. Đây chỉ là phương tiện nhằm dẫn dắt chúng sanh dần dần tiến đến vô thượng bồ đề. Kinh: Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, muốn thành tựu vô thượng bồ đề thì bồ tát phải tu hành như thế nào? Phật dạy: Này tu bồ đề, muốn thành tựu vô thượng bồ đề, bồ tát phải khởi tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh, lại phải dụng tâm bình đẳng khi nói năng với họ, khởi tâm đại từ bi đối với hết thảy chúng sanh, lại phải dụng tâm đại từ bi khi nói năng với họ, khởi tâm khiêm tốn đối với hết thảy chúng sanh, lại phải dụng tâm khiêm tốn khi nói năng với họ, khởi tâm an ổn đối với hết thảy chúng sanh, lại phải dụng tâm an ổn khi nói năng với họ, khởi tâm vô ngại đối với hết thảy chúng sanh, lại phải dụng tâm vô ngại khi nói năng với họ, khởi tâm vô não đối với hết thảy chúng sanh, chẳng làm não hại chúng sanh, lại phải dụng tâm vô não khi nói chuyện với họ, khởi tâm ái kính đối với hết thảy chúng sanh, xem chúng sanh như cha mẹ, anh chị em, bà con, bạn bè, lại phải dụng tâm ái kính khi nói năng với họ. Lại nữa, này tu bồ đề, muốn thành tựu vô thượng bồ đề, bồ tát phải tự mình chẳng sát sanh, dạy người khác chẳng sát sanh, tán thán pháp không sát sanh, hoan hỷ tán thán người chẳng sát sanh, dẫn đến tự mình chẳng tà kiến, dạy người khác chẳng tà kiến, tán thán pháp không tà kiến, hoan hỷ tán thán người chẳng tà kiến. Lại nữa, này tu bồ đề, muốn thành tựu vô thượng bồ đề, bồ tát phải tự mình tu bốn thiền, từ sơ thiền dẫn đến đệ tứ thiền, tự mình tu bốn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, tự mình tu bốn vô giác định, từ không vô biên xứ định dẫn đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định, dạy người khác tu bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô giác định, tán thán các pháp môn ấy và hoan hỷ tán thán người tu các pháp môn ấy, tự mình tu sáu pháp ba la mật,
Từ đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, tự mình tu 18 pháp không, từ nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, tự mình tu 37 phẩm trợ đạo, từ bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, dạy người khác tu 6 pháp ba la mật, 18 không, 37 phẩm trợ đạo, tán thán các pháp môn ấy và hoan hỷ tán thán người tu các pháp môn ấy. Tự mình tu 3 giải thoát môn không vô tướng và vô tác, tự mình tu 8 bối xả, 9 thứ đệ định, tự mình tu 10 Phật lực, 4 vô sở ý, 4 vô ngại trí, đại từ đại bi dẫn đến tự mình tu 18 bất cộng pháp, dạy người khác tu 3 giải thoát môn, 8 bối xả, 9 thứ đệ định, 10 Phật lực, 4 vô sở ý, 4 vô ngại trí, đại từ đại bi dẫn đến 18 bất cộng pháp, tán thán các pháp môn ấy, hoan hỷ tán thán người tu các pháp môn ấy. Tự mình tu quán thuận và quán nghịch 12 nhân duyên, dạy người khác tu quán thuận và quán nghịch 12 nhân duyên, tán thán các pháp tu quán ấy và hoan hỷ tán thán người tu các pháp quán ấy. Lại nữa, này tu Bồ Đề, muốn thành tựu vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát phải tự mình biết dứt khổ, đoạn tập chứng diệt tu đạo, dạy người khác biết dứt khổ, đoạn tập chứng diệt tu đạo, tán thán các pháp môn ấy và hoan hỷ tán thán người tu các pháp môn ấy. Tự mình chứng chi quả tu đà hoàn dẫn đến quả A-la-hán, quả bích chi Phật mà chẳng thủ chứng các quả vị ấy, dạy người khác chứng chi mà chẳng thủ chứng các quả vị ấy, tán thán các quả vị ấy và hoan hỷ tán thán người chứng chi mà chẳng thủ chứng các quả vị ấy. Tự mình vào Bồ Tát vị thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, dạy người khác vào Bồ Tát vị thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, hoan hỷ tán thán người vào Bồ Tát vị thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Tự mình phát khởi thần thông sanh nhất thiết chủng trí, dạy người khác phát khởi thần thông sanh nhất thiết chủng trí, hoan hỷ tán thán người phát khởi thần thông sanh nhất thiết chủng trí. Tự mình đoạn dứt sạch tập khí kiết sử, dạy người khác đoạn dứt sạch tập khí kiết sử, hoan hỷ tán thán người đoạn dứt sạch tập khí kiết sử. Lại nữa, này tu Bồ Đề, muốn thành tựu vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát phải tự mình giữ gìn thọ mạng thành tựu, dạy người khác giữ gìn thọ mạng thành tựu, hoan hỷ tán thán người giữ gìn thọ mạng thành tựu. Tự mình thành tựu pháp trụ, dạy người khác thành tựu pháp trụ, hoan hỷ tán thán người thành tựu pháp trụ. Này tu Bồ Đề, muốn thành tựu vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát phải tu hành như vậy, phải học được phương tiện bát nhã ba la mật như vậy. Bồ Tát nào học như vậy, hành như vậy sẽ được vô ngại ở nơi sắc, sẽ được vô ngại ở nơi thọ tưởng hành thức, dẫn đến sẽ được vô ngại ở nơi pháp trụ. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy chẳng thọ sắc, dẫn đến chẳng thọ nhất thiết chủng trí. Khi Phật thuyết thời pháp về Bồ Tát hạnh này xong, thì liền có 2000 vị Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Luận, khi ngài tu Bồ Đề hỏi, muốn thành tựu vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát phải tu hành như thế nào? Phật đã đáp lại rằng, muốn thành tựu vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát phải khởi tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh, chẳng được thiên vị. Vì sao? Vì do năm ấm hòa hợp mà giả danh có chúng sanh. Chúng sanh cũng như hết thảy pháp ở nơi thật tướng đều là không, là bình đẳng, chẳng có phân biệt. Vì chúng sanh thường khởi ba tâm, quán thân, chẳng quán cũng chẳng thân, nên Phật dạy chúng sanh phải khởi tâm bình đẳng, trở nên khỏi phân biệt giữa quán với thân, lại cũng trở nên dừng dưng thở ơ đối với người khác. Vì chúng sanh thường khởi hai tâm ái tắng thương ghét, nên Phật dạy chúng sanh phải xả ly ái tắng. Vì sao? Vì ái thương cũng như tắng ghét đều là tham dục, là phiền não, bởi vậy phải hành tâm từ ái bình đẳng. Người thế gian thường khởi tâm thương cha mẹ, vợ chồng, con cháu, bà con, bạn bè của mình, dường dưng đối với những người khác, lại oán ghét kẻ xấu ác với mình. Trái lại, Bồ Tát chuyển tâm thế gian thành tâm từ ái, vô phân biệt nên khởi sanh pháp hỷ, tự mình xả tăng ái và cũng dạy người khác xả tăng ái. Người thế gian thường lấy oán trả oán, khiến oán thù chồng chất. Trái lại, Bồ Tát xem chúng sanh bình đẳng nên chẳng khởi ác niệm, chẳng hại người, chẳng oán ghét người hại mình, mà còn khởi từ bi tâm đem lại sự an ổn cho mọi người. Xét về các hành động ác cũng như thiện, thì người thế gian thường xếp thành ba hạng, hạng tiểu, hạng trung, hạng đại. Người tiểu ác là người chẳng biết đền ơn đáp nghĩa với người tốt với mình, hoặc ngu muội mà gây phiền não khổ đau cho kẻ khác. Người trung ác là người khởi ác tâm hại người mà từ trước mình đã giao hảo, nhưng vì một lý do nào đó mà có sự bất hòa khiến trở thành thù nghịch. Người đại ác là người khởi ác tâm hại người lương thiện, nhưng ác hại như vậy gọi là ác trong ác. Người tiểu thiện là người biết đền ơn đáp nghĩa với người đã tốt với mình. Người trung thiện là người làm việc thiện giúp mình, mặc dù những người ấy chưa bao giờ làm việc thiện cho mình.
Người đại thiện là người sẵn sàng làm các việc thiện cho mọi người, kể cả những người muốn làm hại mình, ví như đem hết thảy nội ngoại vật sở hữu của mình để bố thí cúng dường người khác. Những thiện hạnh như vậy gọi là thiện trong thiện. Bồ Tát xả cả ba ác hạnh lỗi lầm, lại thường hành ba thiện hạnh, như vậy gọi là hành sáu thiện tâm đối với hết thảy chúng sanh. Hỏi: nếu Bồ Tát chưa có được pháp tánh thân thì làm sao có thể hành rốt ráo sáu thiện tâm được? Đáp: vì cầu vô thượng Bồ Đề nên Bồ Tát phải hành vô thượng pháp, do vậy mà Bồ Tát phải làm những việc khó làm như vậy. Ví như người lái buôn muốn kiếm được nhiều lời thì phải trải qua nhiều thử thách cam go nguy hiểm mới thành tựu được ý nguyện. Cũng như vậy, Bồ Tát nghe được chánh pháp của Phật, biết rõ hết thảy pháp đều rốt ráo không, đều là vô ngã, vô ngã sở, lại biết rõ pháp thế gian là như mộng như huyễn, là hư vọng chẳng thật có, nên thâm tín chánh pháp và sẵn sàng xả bỏ thân mạng mình để cúng dường người bán tặc. Bồ Tát biết rõ thân này do phiền não kết nghiệp giấy sanh, biết rõ sự thấy, nghe hay biết đều là gốc tội lỗi, nên dù có người muốn làm hại thân mạng mình cũng vẫn an nhiên tự tại, lại tự niệm rằng vì vô thượng đạo ta nên hoan hỷ thọ nhận xả bỏ ý thân này, đây mới là đại lợi ích, chẳng có gì cao đẹp bằng. Bồ Tát phát tâm thâm ái hết thảy chúng sanh nên sẵn sàng bố thí thân mạng mình, muốn chúng sanh cũng tu tập như mình để họ được lợi ích. Vì sao? Vì dùng lời thuyết pháp để giáo hóa chúng sanh chưa chắc họ đã thành theo. Bởi vậy nên Bồ Tát phải dùng đến thân giáo khiến chúng sanh thâm tín thọ Phật pháp vậy. Lại nữa, có nhiều chúng sanh phát tâm cầu vô thượng đạo nhưng vẫn giải đãi, chưa muốn hạ thủ công phu, nên Bồ Tát phải dùng đến thân mình để giáo hóa họ, khiến họ phát tâm hành các pháp sự khó hành, đưa họ mau đến vô thượng Bồ Đề vậy. Các pháp sự khó làm như vậy chúng sanh chẳng sao làm được, nhưng vì muốn viên thành đạo nghiệp nên Bồ Tát phát đại thệ nguyện làm các việc khó làm như vậy để cứu độ chúng sanh. Như vậy là có vô lượng nhân duyên khiến Bồ Tát sẵn sàng đem thân mạng mình để cúng dường kẻ oán tặc. Đó là Bồ Tát thứ lớp tu sáu tâm ba la mật vậy. Hỏi: tâm bình đẳng và tâm từ có gì khác nhau chăng? Đáp: tâm bình đẳng bao gồm cả bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả, còn tâm từ chỉ là một trong bốn vô lượng tâm. Có thuyết nói lúc ban đầu phải tu xả tâm quán thân bình đẳng rồi sau đó mới có tâm từ. Có thuyết nói tâm bình đẳng là tâm, quán chúng sanh là pháp như, là pháp tánh, là thật tế. Quán hết thảy pháp đều là vô vi vô lượng. Do quán như vậy nên thấy rõ chúng sanh của các pháp đều bình đẳng. Còn thường ái niệm chúng sanh, nhớ nghĩ đến chúng sanh và thương xót chúng sanh nhiếp về tâm từ. Ở đây chẳng nói đến tâm bi. Vì sao? Vì tâm bi là tâm muốn cứu khổ chúng sanh. Tâm bi chỉ khởi sanh khi nào chúng sanh gặp cảnh duyên bức bách. Lại nữa, có những chúng sanh chẳng muốn thọ trì bi niệm như Bồ Tát vì họ tự nghĩ rằng ta lo cho tự thân ta là đủ rồi, việc gì phải lo cho người khác. Như vậy là tâm bi khó nhiếp hóa chúng sanh, trái lại tâm từ sẽ nhiếp hóa chúng sanh hơn. Do vậy mà trên đây chỉ nói đến tâm từ. Hỏi: Bồ Tát là bậc đại nhân đầy đủ phước đức trí huệ, còn chúng sanh thì uế tạp bất định. Như vậy thì vì sao Bồ Tát lại phải tự hạ mình lo cho chúng sanh? Đáp: ban vui cứu khổ cho hết thảy chúng sanh là bổn nguyện của Bồ Tát. Bởi vậy nên tâm Bồ Tát duyên khắp chúng sanh làm các việc lợi ích cho chúng sanh. Một, Bồ Tát khởi tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh. Bồ Tát tự niệm rằng hết thảy pháp hữu vi đều vô thường, hết thảy chúng sanh đều thứ lớp sanh diệt, chẳng nên phân biệt là đại nhân hay là tiểu nhân. Người thế gian điên đảo trước các pháp có tướng sai khác mà chẳng biết rằng các pháp đều chẳng có định tướng. Ví như nước lửa tùy thời tùy duyên mà có khi lớn có khi nhỏ, chẳng thể định được. Cũng như vậy, chúng sanh tùy theo duyên nghiệp, có thể nay bần cùng hạ tiện mà ở đời sau có thể trở thành giàu sang phú quý. Lại nữa, Bồ Tát tuy có đầy đủ công đức mà vẫn biết rõ công đức là tánh không, là như mộng như huyễn, nên chẳng chấp trước, chẳng nghĩ công đức của mình là lớn là nhỏ. Lại nữa, ở nơi Phật đạo chúng sanh như thế nào thì chỉ có Phật mới biết rõ được. Bởi vậy Bồ Tát thường tự niệm rằng nếu ta giới niệm khinh chê người hạ tiện, tướng mạo khó thương, tài năng thấp kém thì như vậy là ta đã khinh chê Phật rồi vậy. Bởi nhân duyên vậy nên đối với hết thảy chúng sanh, Bồ Tát thường giữ tâm bình đẳng, chẳng có phân biệt. 2. Bồ Tát khởi tâm đại từ bi đối với hết thảy chúng sanh. Bồ Tát thường tự niệm ta đã phát thệ nguyện rộng độ hết thảy chúng sanh. Nếu ta chẳng làm được gì lợi ích cho chúng sanh thì như vậy là ta đã thối tâm rồi vậy. Bồ Tát dùng tâm bình đẳng vô phân biệt làm những việc rất khó làm,
để đem lại niềm vui cho chúng sanh và làm vơi vơi nỗi khổ của họ. Bởi nhân duyên vậy nên đối với hết thảy chúng sanh, Bồ Tát thường trải rộng tâm từ bi. Và Bồ Tát khởi tâm khiêm tốn đối với hết thảy chúng sanh, Bồ Tát biết rõ rằng tâm tự cao là nhân duyên dẫn sanh sân hận, đốt sạch rừng công đức. Như người chủ nhà khi có khách đến thăm phải khiêm tốn tự hạ mình để cùng tiếp khách. Nếu chẳng có gì để phục vụ khách, làm vui lòng khách thì người chủ nhà phải tự thẹn với mình. Cũng như vậy, đối với Bồ Tát, chúng sanh là những vị khách mà Bồ Tát phải phục vụ trong suốt quá trình hành Bồ Tát đạo. Đối với chúng sanh, Bồ Tát thường rất khiêm tốn, tạo nhân duyên dẫn dắt chúng sanh vào đạo. Lại nữa, Bồ Tát tự niệm rằng, khởi hạ tâm có rất nhiều lợi ích cho việc tu hành. Nếu ta tự cao tự đại, thì khi bị chúng sanh đến mắng nhiếc nhục mạ dẫn đến hành hung, ta sẽ khởi sân nhuế, chẳng thể viên thành đạo nghiệp được. Bởi nhân duyên vậy nên đối với hết thảy chúng sanh, Bồ Tát thường khởi tâm khiêm tốn. 4. Bồ Tát khởi tâm an ổn đối với hết thảy chúng sanh. Bồ Tát xem chúng sanh như cha mẹ, anh chị em, bà con, bạn bè, như thiện tri thức của mình, đem đến cho chúng sanh niềm vui rốt ráo ở đời này và cả đời sau. Cha mẹ chỉ đem lại cho con cái niềm vui ở đời hiện tại, còn Bồ Tát dụng tâm bình đẳng, tâm từ bi, tâm khiêm tốn, nên đem lại cho chúng sanh niềm an lạc trong nhiều đời. Bởi nhân duyên vậy nên đối với hết thảy chúng sanh, Bồ Tát thường giữ tâm an ổn, khiến chúng sanh được an ổn. 5. Bồ Tát khởi tâm vô ngại đối với hết thảy chúng sanh. Trong lúc hành Bồ Tát hạnh, nếu gặp những người đến phỉ báng, chẳng tin theo lời mình, cho là mình dối trá, cầu danh, chẳng phải thật sự tu hành, thì Bồ Tát biết đó chỉ là ma sự nhằm thử thách lòng mình. Do biết rõ như vậy nên đối với những kẻ ác tâm, Bồ Tát vẫn vận dụng tâm bình đẳng vô ngại. Do được tâm vô ngại nên dù chúng sanh có phạm trọng tội, Bồ Tát vẫn muốn làm lợi ích cho họ mà chẳng khởi sanh phiền não. Bởi nhân duyên vậy nên đối với hết thảy chúng sanh, Bồ Tát thường giữ tâm bình thản vô ngại. 6. Bồ Tát khởi tâm vô não đối với hết thảy chúng sanh. Bồ Tát thường xót chúng sanh, nên trong lời nói, trong việc làm, chẳng bao giờ làm não hại chúng sanh cả. Lại nữa, vì muốn an ổn chúng sanh nên Bồ Tát tự mình cũng chẳng khởi sanh phiền não, làm não loạn tâm chúng sanh. Bởi nhân duyên vậy nên đối với hết thảy chúng sanh, Bồ Tát thường giữ tâm vô não. 7. Bồ Tát khởi tâm ái kính đối với hết thảy chúng sanh. Bồ Tát xem chúng sanh như cha mẹ, anh chị em, bà con, bạn bè, như thiện tri thức của mình. Đối với người lớn tuổi thì tôn trọng cung kính, như người con có hiếu tôn trọng cung kính, hết lòng thương yêu lo lắng cho cha mẹ. Đối với người ngang tuổi hay kém tuổi thì cũng thương yêu lo lắng, như thương yêu lo lắng cho anh chị em mình, chẳng giấy tâm sằng bậy. Đối với tất cả mọi người, Bồ Tát đều ái kính, xem họ như bà con, bạn bè, thiện tri thức của mình cả. Bồ Tát vì chúng sanh thường giữ tâm từ hòa ái kính như vậy nên vào được chúng sanh nhẫn, là sơ môn của pháp nhẫn vậy. Bởi nhân duyên vậy nên đối với hết thảy chúng sanh, Bồ Tát thường giữ tâm ái kính, vận dụng các tâm nêu trên đây đối với hết thảy chúng sanh. Bồ Tát lại còn tu tập hết thảy các thiện pháp, dạy cho chúng sanh tu tập hết thảy các thiện pháp, tán thán các thiện pháp ấy và hoan hỷ tán thán người thành tựu các thiện pháp ấy. Bồ Tát tu tập 10 thiện đạo và tự nghĩ rằng dù có Phật hay chẳng có Phật thì ở thế gian vẫn thường có các thiện pháp. Bởi vậy nên phải y theo 48 hạnh nguyện mà tu tập 10 thiện đạo. Ta phải thâm niệm thiện pháp, thâm niệm từ tâm, thâm niệm chúng sanh, thâm niệm ly dục, thâm niệm ly thế gian pháp. Bồ Tát cũng tự quán thuận và quán nghịch 12 nhân duyên, y theo 48 hạnh nguyện mà tu tập 6 pháp, 3 la mật, tu tập 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô giác định, tu tập 37 phẩm trợ đạo, tu tập 18 pháp không, dẫn đến tu tập 18 bất cộng pháp. Bồ Tát lại tự mình thành tựu các quả thanh văn, bích chi Phật, thành tựu Bồ Tát vị, dẫn đến thành tựu pháp trụ. Vì sao? Vì Bồ Tát tự nghĩ rằng mặc dù hết thảy các pháp đều là ngoại pháp, nhưng đều do Phật thuyết, ta phải tu tập đầy đủ hết thảy các pháp để hiển dụng phương tiện cứu độ chúng sanh. Trên đây đã nói rõ Bồ Tát hành đầy đủ hết thảy các thiện pháp, gồm căn bản nội pháp và ngoại pháp. Như vậy nên ở hiện đời, Bồ Tát được đầy đủ các thiện căn công đức, được trí huệ minh liễu vô ngại. Đến khi xả bỏ xác thân thì sẽ được pháp thân vô ngại thanh tịnh, tùy nguyện ứng biến chư khắp mười phương để giáo hóa chúng sanh. Khi Phật thuyết thời pháp Bồ Tát hạnh này xong, thì có 2000 vị Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Qua thời pháp vi diệu này, Phật đã chỉ dạy cho chư vị Bồ Tát tu tập đầy đủ cả về thiện môn lẫn trí môn, dẫn đến liễu đạt được về như pháp. Lại nữa,
Phật dạy Bồ Tát phải nhiếp thân tâm hành đầy đủ cả hai pháp mới vào được vô sanh pháp nhẫn. Ví như chiếc xe phải có đầy đủ cả hai bánh mới có thể di chuyển được. Cũng như vậy, Bồ Tát phải liễu đạt cả hai đế mới có thể viên thành Bồ Tát hạnh. Hết quyển 72. Luận Đại Trí Độ, quyển 73. Phẩm thứ 55, A Bệ Bạt Trí, bất thối chuyển. Kinh: lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, Bồ Tát tu hạnh gì, loại gì và tướng mạo ra sao mà được bất thối chuyển địa? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, Bồ Tát biết rõ phàm phu địa, thanh văn địa, bích chi Phật địa, Phật địa đều là như tướng, chẳng hai chẳng khác, nên chẳng niệm chẳng phân biệt. Do đã vào trong pháp như, nên Bồ Tát nghe biết thông suốt sự việc mà chẳng khởi tâm nghi. Vì sao? Vì như tướng chỉ là một tướng, nhất tướng chẳng phải là hai tướng, nhị tướng. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng nói lời vô ích, mà chỉ nói toàn lời có ích, chẳng nhìn ngó chỗ hay cùng chỗ dở của người khác. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nào tu hạnh như vậy, lại như vậy và có tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn dùng hạnh như thế nào, loại như thế nào, tướng mạo như thế nào, để biết Bồ Tát nào đã được bất thối chuyển. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát ở nơi hết thảy pháp, chẳng có hạnh, vô hạnh, chẳng có loại, vô loại, chẳng có tướng mạo, vô tướng mạo, thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu ở nơi hết thảy pháp, đều chẳng có hạnh, chẳng có loại, chẳng có tướng mạo, thì Bồ Tát chuyển ở nơi pháp gì mà gọi là bất thối chuyển? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát ở trong sắc mà chuyển, dẫn đến ở trong vô thượng Bồ Đề mà chuyển, thì gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Vì sao? Vì sắc và tánh không, vì sắc là tánh không, dẫn đến vô thượng Bồ Đề là tánh không, thì Bồ Tát đâu có chỗ nào để trú. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát quán các ngữ ngôn của hàng ngoại đạo, của các hàng sa môn và bà la môn, mà chẳng chấp rằng họ thật biết thật thấy, hoặc chẳng thật biết, chẳng thật thấy, chẳng chấp rằng tri kiến của họ là chánh tri kiến, hoặc chẳng phải là chánh tri kiến. Bồ Tát chẳng sanh nghi tâm, chẳng chấp giới thủ, chẳng đọa vào tà kiến, chẳng cầu các lạc thú ở thế gian. Bồ Tát cũng chẳng vì cầu thanh tịnh mà lễ lại cúng dường chư thiên. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển chẳng sanh vào nhà hạ tiện, chẳng sanh vào nơi có tám nạn, thường chẳng thọ thân người nữ. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển thường hành bởi thiện đạo, tự mình chẳng sát sanh, dẫn đến chẳng sanh tà kiến, dạy người khác chẳng sát sanh, dẫn đến chẳng sanh tà kiến, hoan hỷ tán thán người chẳng sát sanh, dẫn đến chẳng sanh tà kiến. Bồ Tát dù ở trong chiêm bao cũng chẳng phạm 10 bất thiện đạo. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển vì lợi ích chúng sanh mà hành đảng ba la mật, dẫn đến hành bát nhã ba la mật. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển thọ trì đọc tụng thuyết giảng, dẫn đến chánh ước niệm tất cả 12 bộ kinh, từ khế kinh dẫn đến luận nghị. Mỗi khi thuyết pháp, Bồ Tát thường nghĩ rằng do nhân duyên pháp thí này mà tâm nguyện của chúng sanh được hoàn mãn, ta phải đem công đức pháp thí này đến với chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển ở nơi thập tâm pháp này chẳng có nghi hối. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ ở nơi hết thảy pháp từ sắc dẫn đến nhất thiết trùng trí chẳng có gì để nghi hối cả. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển biết rõ ba nghiệp thân khẩu ý đều như huyễn, mà lại khéo dùng đức từ ái để thành tựu ba nghiệp thân khẩu ý nhu nhuyễn thanh tịnh. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển chẳng bị năm cái là dâm dục, sân nhuế, thủy miên trạo cử và nghi pháp ngăn che tâm tánh. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển ở nơi hết thảy pháp đều chẳng ái trước,
Khi đi đứng nằm ngồi nhấc chân hạ chân đều nhất tâm tuần tự. Khi đi thường nhìn xuống đất nhất tâm cất bước. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển giữ y phục, màn nệm sạch sẽ, chẳng có dơ bẩn. Lại vì do thường sạch sẽ nên rất ít khi bị bệnh tật. Thân thể người thường bị 84.000 trùng xâm phạm phá hoại, còn thân thể của Bồ Tát bất thối chuyển chẳng có các trùng xâm phạm phá hoại. Vì sao? Vì Bồ Tát có công đức thù thắng hơn người thế gian, do thân thanh tịnh nên tâm Bồ Tát cũng thanh tịnh. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Bồ Tát bất thối chuyển được thân tâm thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, do tăng ích thiện căn mà Bồ Tát diệt trừ được tâm tà vọng, bởi vậy nên Bồ Tát có được tâm thanh tịnh thù thắng hơn hàng thanh văn và bích chi Phật và được Bồ Tát vị. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển chẳng quý lợi dưỡng tùy thật hành 12 hạnh đầu đà, mà chẳng quý chốn A Lan nhã, dẫn đến chẳng quý ba pháp y. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển chẳng sanh tâm san tham, tâm sân nhuế, tâm tật đố, tâm ngu si, tâm phá giới, tâm giải đãi, tâm tán loạn. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát trú tâm trong bất động, thâm nhập trí huệ, nhất tâm tín thọ chánh pháp, vẫn nghe các pháp thế gian, làm các sự việc thế gian mà vẫn điều hòa với bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy có pháp nào mà chẳng vào trong pháp tánh, chẳng thấy có pháp nào mà chẳng hợp, chẳng điều hợp với bát nhã ba la mật vậy. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Luận hỏi: Trước đây đã nói về tướng của Bồ Tát bất thối chuyển rồi, vì sao nay còn nói nữa? Đáp: Trước đây chỉ lược nói, nay ở trong phẩm này Phật rộng thuyết về hạnh loại và tướng mạo của Bồ Tát bất thối chuyển, nên phẩm này được gọi là phẩm bất thối chuyển. Lại nữa, trước đây khi giải về bát nhã ba la mật tướng, Phật đã nói về các nhân duyên khiến ác ma phá hoại bát nhã ba la mật. Này Phật muốn nói rộng về cách tín thọ bát nhã ba la mật để dẫn đến bất thối chuyển địa. Bởi vậy nên phải nói rộng về hạnh loại và tướng mạo của Bồ Tát bất thối chuyển vậy. Ở đoạn kinh trên đây có nói rõ Bồ Tát phải có đầy đủ hạnh loại và tướng mạo như thế nào mới vào được bất thối chuyển địa, dẫn đến mới được thọ ký thành Phật. Ví như một vị quan phải được sắc lệnh bổ nhiệm, có đủ ấn tín thì mới chính thức nhậm chức được vậy. Lại nữa, hàng thanh văn, dù có tù hạnh đầu đà thì cũng chỉ có 4 quả sa môn, còn hàng Bồ Tát bất thối chuyển chẳng trú nhị thừa địa, nên dù chưa được thành Phật vẫn tự tại vào thế gian làm ruộng phước cho chúng sanh để dẫn dắt chúng sanh vào Phật đạo. Đây là pháp sự vi diệu rất khó làm, nên Ngài Tu Bồ Đề phải thưa hỏi Phật về hạnh loại và tướng mạo của Bồ Tát bất thối chuyển để được Phật rộng giải thêm. Hỏi: Hạnh và loại, hạnh loại và tướng mạo có gì khác nhau chăng? Đáp: Có thuyết nói rằng hạnh loại và tướng mạo đều cùng một nghĩa với nhau, có thuyết cho rằng do ba nghiệp thân khẩu ý của Bồ Tát khác với người ở thế gian nên phân biệt nói như sau. Hạnh nói về sự thâm nhập trí huệ của Bồ Tát bất thối chuyển, loại nói về sự phân biệt để nhận biết Bồ Tát đã được vào bất thối chuyển địa rồi hay chưa vào được bất thối chuyển địa. Tướng mạo nói về tất cả các nhân duyên khác dẫn đến bất thối chuyển địa, ngoại trừ các nhân duyên nhiếp về hạnh và loại như đã nói trên đây. Phật đã dạy rõ, nếu Bồ Tát hành đầy đủ 6 pháp ba la mật, có đầy đủ lực phương tiện bát nhã ba la mật mà chẳng trú chấp, lại thường quán thật tướng pháp, chẳng cho phàm phu địa và nhị thừa địa là thấp hèn, chẳng cho Phật địa là cao quý, thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, nếu Bồ Tát đã thâm nhập được vào pháp Như, chẳng rơi vào nhị pháp, và từ pháp Như nhập vào Như Lai địa mà chẳng trú các địa, chẳng chấp các tướng, thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Vì sao? Vì pháp Như là bình đẳng, nên nói hết người vào được pháp Như là vào được Phật pháp tạng, chẳng còn nghi hối. Trong kinh nói rằng phàm phu địa, thanh văn địa, bích chi Phật địa là nhất Như, chẳng hai chẳng khác. Vào được trong pháp Như rồi là đầy đủ hạnh loại và tướng mạng của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, do vào được pháp Như nên Bồ Tát hành các pháp thế gian, làm các sự việc thế gian mà vẫn được vô ngại tự tại, vì biết rõ hết thảy pháp đều rốt ráo là tánh không. Bồ Tát nghe pháp thuyết pháp mà chẳng trú chấp pháp, chẳng sanh tâm nghi hối, chẳng niệm tưởng,
Vì biết rõ hết thảy pháp đều rốt ráo không, nên Bồ Tát được tâm thuần thục, được tướng tịch diệt. Do vậy mà Bồ Tát chẳng nói những lời vô ích. Khi nói thì chẳng bao giờ nói các điều thị phi mà chỉ nói thật pháp. Bồ Tát cũng chỉ nói lời nhu nhuyễn, chẳng nói lời thô kệch sằng bậy. Vì sao? Vì Bồ Tát dụng tâm từ bi mà nói pháp vậy. Lại nữa, do quán biết rõ chúng sanh tâm, nên Bồ Tát nói pháp đúng thời, đúng đối tượng, dùng các phương tiện thiện xảo nói những lời hữu ích để đưa chúng sanh vào Phật đạo, khiến họ đời nay được mười thiện đạo, được an vui, xa lìa tội cấu, xa lìa ác khẩu. Do trải rộng lòng từ bi thương xót chúng sanh, nên chẳng bao giờ Bồ Tát não loạn chúng sanh, mà chỉ đem lại cho họ sự an lạc. Hỏi: hàng thành văn chẳng quán tâm chúng sanh chỉ tu tập để thẳng đến Niết Bàn, còn Bồ Tát xem chúng sanh như cha mẹ, anh chị em, bà con, bạn bè, nên thường theo chúng sanh để giáo hóa họ. Như vậy vì sao nói Bồ Tát chẳng có chỗ quán? Đáp: Bồ Tát quán tâm chúng sanh để tùy phương tiện giáo hóa họ. Thế nhưng chúng sanh rốt ráo là tự tánh không, nên nói chẳng có chỗ quán vậy. Bồ Tát biết rõ chúng sanh nào có thể độ, chúng sanh nào chẳng thể độ được. Bởi vậy nên đối với hạng người chưa thể hóa độ được, chưa thể thuyết phục được, thì Bồ Tát chưa vội nói pháp cho họ nghe. Vì như vậy họ đã chẳng tin mà còn khởi tâm nghi, gây bẩm tội lỗi, chẳng lợi ích gì cho họ cả. Bồ Tát tự niệm rằng: như chư Phật là những đấng nhất thiết chủng trí mà còn chẳng độ hết chúng sanh được, huống nữa là ta chưa được đầy đủ lực thần thông, chưa được đầy đủ trí vô ngại, thì làm sao có thể độ khắp chúng sanh được? Bởi vậy nên Bồ Tát phải quán tâm hạnh của chúng sanh. Hỏi: ngay từ đầu ngài tu Bồ Đề đã thưa hỏi Phật về hạnh loại và tướng mạo của Bồ Tát bất thối chuyển, vì sao Phật chẳng giải đáp ngay mà đến nay mới rộng nói? Đáp: trước đó chúng sanh chưa có khởi chấp tướng của Bồ Tát bất thối chuyển, nên Phật chỉ dạy về không tướng. Nay chúng sanh muốn biết rõ Bồ Tát tu hành như thế nào để có thể từ trong phàm phu mà trở thành bậc Bồ Tát bất thối chuyển, nên Phật cần giải rộng về các hạnh loại và tướng mạo của Bồ Tát bất thối chuyển. Phật dạy ngài tu Bồ Đề rằng: ở nơi hết thảy pháp, Bồ Tát bất thối chuyển chẳng có hạnh, chẳng có loại, chẳng có tướng mạo. Vì sao? Vì ở nơi rốt ráo không thì hạnh loại tướng mạo là vô hạnh, vô loại, vô tướng mạo vậy. Ngài tu Bồ Đề lại hỏi: nếu đã được pháp không rồi thì còn dụng pháp gì để chuyển mà gọi là bất thối chuyển? Phật dạy: nếu Bồ Tát đã quán hết thảy pháp đều là rốt ráo không, là vô sở hữu, thì vẫn ở trong sắc mà chuyển chấp tâm, dẫn đến ở trong vô thượng Bồ Đề mà chuyển chấp tâm, như vậy gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Vì sao? Vì phải thường quán hết thảy pháp đều do duyên hòa hợp sanh, đều là hư vọng chẳng nên trú, thì mới hy vào được thật tướng pháp, vào được pháp tánh không, mới tận chuyển được hết các chấp tâm. Do đã chuyển hết các chấp tâm mà Bồ Tát vào được bất thối chuyển địa. Bồ Tát bất thối chuyển là Bồ Tát đã vào Bồ Tát vị, nên tâm quyết định chẳng nghi. Trái lại, hàng ngoại đạo do còn tà chấp nên chẳng sao có được thật trí huệ. Bởi nhân duyên vậy nên phải thuyết về hạnh loại và tướng mạo của Bồ Tát bất thối chuyển. Hỏi: trước đây đã có nói về chẳng sanh nghi tâm, nay nói về chẳng nghi thâm pháp, như vậy thì hai trường hợp đó có sai khác nhau chăng? Đáp: trước đây nói chẳng sanh nghi tâm là nói đã đoạn nghi nơi bốn đế, ví như nói tu Đà Hoàn do đã đoạn được ba hạ phần kiết sử nên mới phát tín tâm chẳng còn nghi nữa. Này nói Bồ Tát do đã vào được nơi Phật đạo nên ở nơi thầm pháp Bát Nhã Ba La Mật chẳng còn nghi nữa, như vậy là được đầy đủ phước đức trí huệ, dù trước được thành Phật mà đã vượt thoát hai điều nghi: một, nghi do giới thủ của hàng ngoại đạo khiến chẳng vào được Niết Bàn; hai, nghi do bốn kiến chấp khiến còn sanh tà kiến. Do chẳng sanh nghi tâm nên Bồ Tát chẳng chấp giới thủ, chẳng đạo vào tà kiến. Bồ Tát biết rõ các nhân duyên dẫn sanh quả báo, nên chẳng tham đắm lạc thú ở thế gian, chẳng cúng dường lễ lại chư thiên để mong cầu phước lạc. Bồ Tát đã phá giải gốc kiêu mạn nên thường chẳng sanh vào nhà hạ tiện, lại chẳng làm trở ngại việc thật hành công đức của chúng sanh, nên chẳng sanh vào các nơi có tám nạn. Bồ Tát do đã dẹp tâm tham dục, đã xa lìa sự luồn cúi xiểm mị, nên chẳng thọ thân người nữ. Người tu mười thiện đạo chẳng có được đầy đủ các hạnh này, còn Bồ Tát do có đại bi tâm thâm ái thiện pháp nên có đầy đủ các hạnh này. Lại nữa, do thường hiển thị tu tập mười thiện đạo nên dù ở trong giấc mộng Bồ Tát cũng chẳng thấy các điều bất thiện. Khác với phàm phu tu phước chỉ mong cầu tự lợi, Bồ Tát tu tập được bao nhiêu phước đức đều cùng với hết thảy chúng sanh hồi hướng tất cả về vô thượng Bồ Đề. Vì sao?
vì Bồ Tát dùng tâm vô sở đắc mà tu tập phước đức vậy. Lại nữa, vì muốn hành pháp thí nên Bồ Tát học đầy đủ 12 bộ kinh nhằm giáo hóa chúng sanh, nhưng vẫn chẳng khởi tâm khả đắc. Lại nữa, do căn tánh lanh lợi, lại đầy đủ tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực, nên dù chưa thành Phật mà đã dung thông Phật Pháp. Phật dạy, vì Bồ Tát chẳng thủ chấp hết thảy Pháp nên chẳng có sanh nghi tâm, lại thường hành từ bi nên ý nghiệp nhu nhuyến, thân nghiệp và khẩu nghiệp an vui thuần thục. Hỏi, hàng ngoại đạo cũng có phát khởi tâm từ bi, như vậy vì sao nói đó là tướng mạo của Bồ Tát bất thối chuyển? Đáp, hàng ngoại đạo tuy cũng có tâm từ bi nhưng chẳng thường có, chẳng thâm sâu, vì chẳng có thưởng niệm chúng sanh. Vì sao? Vì họ chẳng liễu đạt được thật tướng Pháp là vô tướng nên thường đóng năm dục lạc. Trái lại, Bồ Tát đã xả đi năm dục tận trừ năm cái, vì biết rõ rằng năm cái che lấp chân tâm, làm giảm sút trí huệ, phá hoại Phật đạo và khai mở ma đạo vậy. Lại nữa, Bồ Tát biết rõ các pháp hữu vi đều là hư dối, là như mộng như huyễn. Biết rõ ở nơi thật tướng thì các pháp hữu vi đều là tánh không, là vô sở hữu, là tịch diệt tướng. Bởi vậy nên ở nơi hết thảy pháp, dù là thiện pháp dẫn đến niết bàn pháp, Bồ Tát cũng chẳng sanh tâm chấp đắm. Bồ Tát đã đoạn được các tội từ thô đến tế nên chẳng còn cho ái là khó đoạn. Bồ Tát thường thâm nhập vào thiền định nên thường thủ hộ chúng sanh, thường nhất tâm niệm chúng sanh. Bồ Tát chẳng não hại chúng sanh nên chẳng hề phá giới, đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm nhu nhuyến, đặt chân cử bước đều nghiêm túc, an nhiên tự tại. Bồ Tát có công đức thù thắng hơn người thế gian nên thân ít bệnh, chẳng bị các loại chúng xâm nhập vào thân. Lại nữa, vì đã vào nơi thật tướng bình đẳng nên thân khẩu ý thường thanh tịnh, lại nói chân thật nhu hòa. Vì thân tâm thường thanh tịnh nên dù hành các pháp thế gian mà chẳng dấy sanh phiền não, thù thắng hơn hàng thanh văn và bích chi Phật. Bồ Tát chỉ quý Phật đạo, chẳng quý lợi dưỡng, chẳng thủ chấp pháp, tùy hành hạnh đầu đà, mà chẳng quý chốn A-lan nhã, dẫn đến chẳng quý ba pháp y. Bồ Tát nào đầy đủ các hạnh loại và tướng mạo như vậy, được gọi là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Hỏi, nếu Bồ Tát chưa được Phật đạo, chưa đoạn sạch phiền não, làm sao có thể tự chế, chẳng khởi ác tâm được? Đáp, Bồ Tát khi đã được vô sanh pháp nhẫn, tùy chưa đoạn sạch các vi tế tập khí phiền não nhưng chẳng bao giờ sanh sân tâm. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát tù đàn ba la mật mà khởi tâm san tham là trái với đạo tâm rồi vậy. Có thuyết nói Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn nên chẳng sanh sân tâm. Có thuyết nói Bồ Tát do tu tập sáu pháp ba la mật mà được vô lượng công đức nên phiền não cạn mỏng, do vậy mà chẳng sanh sân tâm. Có thuyết nói Bồ Tát qua rất nhiều kiếp đã tu tập thiền định, được lực bát nhã ba la mật hộ trì nên được tâm bất động, thâm nhập trí huệ, do vậy mà chẳng sanh sân tâm. Bồ Tát biết rõ được vi diệu pháp nên cả thích nghe pháp, nhất tâm tín thọ vi diệu pháp ấy, khiến tâm cũng trở thành vi diệu. Vì sao? Vì lúc bấy giờ tự tâm của Bồ Tát đã tương ưng với bát nhã ba la mật, đã cùng với bát nhã ba la mật hòa hợp nên chẳng chống trái với hết thảy pháp tướng vậy. Ví như người khỏe mạnh ăn các thức ăn vào đều tiêu hóa được dễ dàng, lại ví như bất cứ thức ăn gì được Phật ăn vào để trở thành thượng vị cả. Cũng như vậy, đối với vị Bồ Tát đã được lực bát nhã ba la mật hộ trì thì hết thảy các pháp đều dung nhiếp vào trong bát nhã ba la mật, đều trở thành thanh tịnh cả. Bồ Tát vì thương xót chúng sanh mà hành các pháp thế gian để phương tiện hóa độ chúng sanh, dù ở trong thế gian mà Bồ Tát vẫn giữ thân khẩu ý thanh tịnh, nên lời nói cũng như việc làm của Bồ Tát đều trở thành vi diệu cả. Khi đi đứng nằm ngồi nói cười, Bồ Tát đều tạo pháp lành, làm cho tâm chúng sanh được an ổn. Bồ Tát làm nên sự nghiệp mà vẫn chẳng thấy mình có làm nên sự nghiệp, thâm nhập vào pháp tánh mà chẳng thấy mình thâm nhập vào pháp tánh. Bồ Tát nào đầy đủ các hạnh loại và tướng mạo như vậy thì được gọi là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Kinh Phật dạy tiếp, này tu Bồ Đề, ác ma đến trước Bồ Tát bất thối chuyển, hóa tác ra tám cảnh đại địa ngục. Trong mỗi địa ngục đều có vô số Bồ Tát đang bị thiêu đốt nung nấu vô cùng đau khổ. Rồi ác ma nói với Bồ Tát rằng, đây toàn là những vị Bồ Tát bất thối chuyển đã được Phật thọ ký, mà nay cũng phải bị đọa. Dù ngài có được Phật thọ ký bất thối chuyển thì rồi cũng sẽ phải bị đọa vào đây thôi. Thế nên ngài hãy mau xả bỏ tầm Bồ Tát, ngài sẽ chẳng còn bị đọa địa ngục mà còn sẽ được sanh lên cõi trời. Bồ Tát bất thối chuyển thấy nghe như vậy mà thân vẫn chẳng sợ hãi, chẳng động chẳng nghi, vì tự nghĩ rằng đã vào được bất thối chuyển địa rồi thì chẳng bao giờ còn đọa vào địa ngục nữa.
Nếu hữu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, ác ma giả làm tỳ kheo đến trước Bồ Tát bất thối chuyển nói rằng: Hãy xả bỏ việc phát tâm vô thượng Bồ Đề, xả bỏ lối tu tập sáu pháp ba la mật, xả bỏ lối hồi hướng tất cả thiện căn công đức về vô thượng Bồ Đề, rồi tôi sẽ vì ngài nói lên pháp chân thật của Phật. Vì sao? Vì chỗ ngài nghe biết từ trước đến nay chẳng đúng theo lời Phật dạy. Chỗ tôi sẽ nói với thật là Phật pháp. Nếu chưa được Phật thọ ký, chưa được bất thối chuyển mà nghe nói như vậy, ắt sẽ sanh tâm sợ hãi. Thế nhưng Bồ Tát bất thối chuyển nghe nói như vậy mà tâm vẫn chẳng sợ hãi, chẳng động, chẳng nghi, lại còn tùy thuận hành trì theo pháp, vô ý chỉ, vô tác, vô sanh, chẳng tin theo lời nói ấy. Ví như đối với vị lậu tại A-la-hán, ác ma chẳng có thể lay chuyển được. Cũng như vậy, Bồ Tát bất thối chuyển do đã thấu rõ thật tướng pháp, nên khi thật hành sáu pháp ba la mật, dẫn đến khi thật hành vô thượng Bồ Đề, đều chẳng tin theo lời người khác, nên ác ma chẳng có thể lay chuyển được. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi đã quyết định trú nơi bất thối chuyển địa rồi, thì chẳng còn tin theo lời người khác, dù đó là của Phật, cũng chẳng để tin, huống nữa là lời của hàng thanh văn bích trí Phật, dẫn đến của ác ma ngoại đạo. Vì sao? Vì chẳng thấy có pháp nào có thể tin theo, chẳng thấy có sắc dẫn đến chẳng thấy có vô thượng Bồ Đề, chẳng thấy có sắc như dẫn đến chẳng thấy có vô thượng Bồ Đề như. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy, thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, ác ma giả làm tỳ kheo đến trước Bồ Tát bất thối chuyển nói rằng: Pháp mà ngài đang hành là pháp sanh tử, chẳng phải là nhất thiết chủng trí. Ngài phải tu tập để tự thân dứt tận các khổ ngay ở đời này. Thế rồi ác ma dùng thế gian hạnh mà thuyết tợ đạo pháp, như thuyết về sơ thiền dẫn đến thuyết về phi tưởng xứ định. Quyền Bồ Tát nên dùng đạo hạnh này để chứng bốn quả thanh văn, khiến dứt được các khổ ở hiện đời. Lại nói với Bồ Tát rằng: Vì sao ngài cứ phải chìm đắm mãi trong sanh tử khổ đau để làm gì? Thân bốn đại là cội nguồn của khổ đau, sao ngài lại còn muốn thọ thân bốn đại này ở đời sau nữa? Bồ Tát bất thối chuyển nghe như vậy cũng đã chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng nghi, mà còn hoan hỉ giấy niệm rằng: Vị tỳ kheo này làm lợi ích cho ta chẳng phải ít vậy. Ông đã vì ta nói lên những chướng đạo pháp, nhờ vậy mà ta liễu thông được cả ba thừa đạo. Ác ma biết được tâm niệm của Bồ Tát liền sanh tâm hoan hỉ, nói với Bồ Tát rằng: Ngài biết chăng, có đại Bồ Tát đã từng cúng dường hàng gia Đức Phật, đã thường theo chư Phật nghe pháp, đã thường tu tập sáu pháp ba la mật, dẫn đến thường tu tập đại từ đại bi đúng theo như lời Phật dạy mà vẫn chẳng đến được vô thượng Bồ Đề. Như vậy ngài làm sao có thể đến được vô thượng Bồ Đề? Bồ Tát bất thối chuyển nghe như vậy đã chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng nghi, mà còn hoan hỉ giấy niệm rằng: Vị tỳ kheo này làm lợi ích cho ta chẳng phải ít vậy. Ông đã vì ta nói lên những chướng đạo pháp, theo các chướng đạo pháp đó mà tu tập thì thanh văn đạo, bích chi Phật đạo còn chẳng được, huống nữa là được vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ ác ma biết rõ Bồ Tát chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, chẳng nghi, nên liền hóa ra nhiều vị tỳ kheo và nói với Bồ Tát rằng: Tất cả các vị tỳ kheo này đều phát tâm cầu Phật đạo, đều an trú nơi bất thối chuyển địa, thế nhưng các vị ấy cũng chẳng đến được vô thượng Bồ Đề. Như vậy ngài làm sao đến được vô thượng Bồ Đề? Bồ Tát bất thối chuyển nghe như vậy liền tự niệm rằng: Đây chính là ác ma hiện ra nói tương tự đạo pháp, ta quyết chẳng lạc về thanh văn và bích chi Phật địa, ta thật hành sáu pháp ba la mật dẫn đến thật hành nhất thiết chủng trí, lẽ nào mà chẳng đến được vô thượng Bồ Đề sao? Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải y theo lời Phật dạy mà tu tập, chẳng xa rời bát nhã ba la mật, dẫn đến chẳng xa rời nhất thiết chủng trí, chọn chẳng thối tâm vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát lại biết rõ các ma sự làm thối tâm vô thượng Bồ Đề. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chuyển nói pháp gì mà được gọi là bất thối chuyển? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát ở nơi sắc tướng dẫn đến ở nơi thức tướng mà chuyển, ở nơi 12 nhập tướng, 18 giới tướng, dâm nộ si tướng, tà kiến tướng, bốn niệm xứ tướng, thanh văn tướng, bích chi Phật tướng, dẫn đến Phật tướng mà chuyển. Do vậy mà được gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Vì sao?
Vì do dụng pháp tự tướng không mà Bồ Tát vào được Bồ Tát vị, được vô sanh pháp nhẫn, nên chẳng thấy có pháp nào là khả đắc có thể được, là khả tác có thể làm giác cả. Bồ Tát biết rõ các pháp là vô đắc vô tác, nên cũng biết rõ các pháp là vô sanh mà được vô sanh pháp nhẫn vậy. Nếu Bồ Tát nào có hạnh mạng và tướng mạng như vậy, thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Luận hỏi, nếu ác ma đã biết tâm Bồ Tát kiên cố bất thối chuyển rồi, thì vì sao còn khởi ác tâm phá hoại nữa? Vì sao còn hóa hiện ra cảnh đại địa ngục để làm lay chuyển tâm Bồ Tát? Vì sao còn hóa ra cảnh những người tu tập thiện pháp mà phải đọa vào địa ngục? Đáp, vì ác ma biết rõ Bồ Tát phát đại thệ nguyện thay chúng sanh thọ khổ, nên mới hóa ra cảnh Bồ Tát thọ khổ ở địa ngục nhằm lay chuyển tâm Bồ Tát và khuyên Bồ Tát nên hành các thiện pháp tu phước để được sanh lên cõi trời hưởng lạc thú. Có như vậy mới khiến Bồ Tát xả đi nguyện đối với chúng sanh. Bồ Tát nào nghe thấy như vậy mà động tâm tin theo lời của ma nói, thì Bồ Tát ấy chưa được thọ ký bất thối chuyển. Trái lại, Bồ Tát nào nghe thấy như vậy mà tâm chẳng động, chẳng sợ, chẳng kinh, thì Bồ Tát ấy đã được thọ ký bất thối chuyển. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy tự niệm rằng vào bất thối chuyển địa là vào nơi thật tướng pháp, chẳng còn chú chấp các pháp tướng nữa. Do vậy mà tội nhỏ còn chẳng mang huống nữa là phải đọa vào ba đường ác. Lại có ác ma giả làm thân tỳ kheo đến nói với Bồ Tát rằng pháp của ông nghe và hành trì từ trước đến nay chẳng phải là thật pháp, chẳng đúng theo lời Phật dạy. Ông hãy xả bỏ hết các pháp đó đi và nghe theo tôi sẽ vì ông lên pháp chân thật của Phật. Bồ Tát nào nghe nói như vậy mà động tâm tin theo lời của ma nói, thì Bồ Tát ấy chưa được thọ ký bất thối chuyển, chỉ ví như loại vàng giả nung vào lửa là liền trở thành đen. Trái lại, Bồ Tát nào nghe như vậy mà tâm chẳng động, chẳng sợ, chẳng kinh, chẳng nghi, thì Bồ Tát đã được thọ ký bất thối chuyển. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy nghe như vậy mà vẫn tùy pháp vô sanh, vô diệt, vô khởi, vô tác, tinh tấn tu tập sáu pháp ba la mật, nên chẳng tin theo lời nói của ác ma vậy. Hàng thành văn tiểu thừa khi đã được lậu tận A-la-hán rồi, thì ác ma chẳng thể phá hoại được. Bồ Tát bất thối chuyển đã rõ được thật tướng pháp là vô tướng, nên dù ác ma hiện thân Phật để nói các sự việc khác với thật tướng pháp thì Bồ Tát vẫn chẳng tin theo. Ví như chó đội đốt sư tử chỉ có thể làm cho các thú rừng sợ hãi khi vừa thoáng thấy lúc ban đầu. Thế nhưng khi các thú đã nghe rõ tiếng sủa, biết rõ đó chẳng phải là sư tử, thì chẳng còn sợ hãi nữa. Trên đây Phật dạy các nhân duyên Bồ Tát chẳng còn ý trì nơi lời nói của người khác mà sanh sợ hãi, vì đã biết rõ hết thảy pháp đều là rốt ráo không cả. Lại có ác ma giả làm thân tỳ kheo đến nói với Bồ Tát rằng sáu pháp ba la mật đều là những pháp sanh diệt. Tu bố thí, tu thiền định chỉ dẫn sanh lên cõi trời dục giới để thọ lạc, còn bát nhã ba la mật chẳng có định tướng. Tất cả các pháp ấy đều chỉ là pháp hư vọng xoay vần quanh quẩn trong vòng sanh tử. Ta khuyên ông hãy thủ chấp niết bàn, đời đời thoát khỏi các khổ. Vì sao ông cứ mãi trú trong sanh tử? Bồ Tát bất thối chuyển nghe như vậy, sanh tâm hoàn hỷ tự niệm, vị tỳ kheo này đem lại lợi ích cho ta. Nhờ người ấy mà ta biết được tọa đạo pháp, khiến ta có thể nhận chân được chánh đạo vậy. Ví như người dẫn đường cần biết đường chánh và các đường rẽ chẳng hề lầm lẫn. Bồ Tát cần biết rõ các chướng đạo nên chẳng cùng với ác ma tranh luận. Vì sao? Vì biết rõ các chướng đạo là điều rất quý giúp Bồ Tát nhận chân được chánh đạo vậy. Ác ma thấy Bồ Tát giữ im lặng, tưởng rằng Bồ Tát đã hoan hỷ tin theo mình, bèn nói với Bồ Tát rằng có vô số lượng Bồ Tát đã cúng dường hàng xa Đức Phật, đã thưa hỏi và phụ hành sáu pháp ba la mật, đã tinh tấn thật hành Bồ Tát đạo, mà chỉ thành bậc A-la-hán chẳng sao có thể được vô thượng Bồ Đề. Ông muốn tận mắt trông thấy các vị đó chăng? Tức thì ác ma hóa tác ra vô số tỳ kheo A-la-hán đến nói với Bồ Tát rằng tỳ kheo chúng tôi đã lâu đời tu hành vô thượng đạo, mà đến nay vẫn chỉ trú A-la-hán địa, vì sao ông lại muốn làm Phật? Bồ Tát bất thối chuyển nghe như vậy, sanh tâm hoan hỷ, tự niệm. Vị tỳ kheo này đem lại đại lợi ích cho ta. Nhờ người đó mà ta biết được các tọa đạo pháp và chướng đạo pháp, khiến ta có thể nhận chân được chánh đạo, đã thật hành sáu pháp ba la mật, thì nhất định chẳng có thối chuyển, chẳng lạc về nhị thừa địa nữa. Do biết rõ các ma sự nên Bồ Tát được đại lợi ích, chẳng hề bị tổn pháp,
khiến tâm Bồ Đề được kiên cố chẳng hề thối chuyển. Vị Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như đã nêu trên đây được gọi là bậc Bồ Tát bất thối chuyển, cũng gọi là Bồ Tát A Bệ Bạt Trí. Đến đây ngài tu Bồ Đề bạch Phật: Bồ Tát chuyển nơi pháp gì mà được gọi là Bồ Tát bất thối chuyển? Phật dạy: ở nơi sắc tướng dẫn đến ở nơi Phật tướng mà chuyển thì được gọi là bất thối chuyển. Thế nào gọi là ở nơi sắc tướng dẫn đến ở nơi Phật tướng mà chuyển? Đó là ở nơi sắc tướng dẫn đến ở nơi Phật tướng mà hành pháp tánh không, do hành pháp tánh không nên được vô sanh pháp nhẫn. Ở nơi đây chẳng còn có pháp nào là khả đắc, hết thảy các pháp đều là bất khả đắc, dẫn đến vi tế pháp cũng đều là bất khả đắc cả. Khi đã được vô sanh pháp nhẫn rồi, thì chẳng có tác vô tác, cũng chẳng có khởi vô khởi các nghiệp báo nữa. Tu hành được như vậy gọi là được vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, được gọi là Bồ Tát bất thối chuyển, cũng được gọi là Bồ Tát A Bệ Bạt Trí. Phẩm thứ 56, chuyển bất chuyển, chuyển và chẳng chuyển. Kinh Phật dạy: Này tu Bồ Đề, ác ma muốn phá hoại tâm Bồ Tát, đến chỗ Bồ Tát nói rằng: Nhất thiết chủng trí cùng với hư không bình đẳng, nên là chẳng có tướng. Các pháp cùng với hư không bình đẳng, nên là chẳng có tướng. Vì các pháp cùng với hư không bình đẳng là không tướng, là vô sở hữu tướng, chẳng có tướng, nên ở trong đó chẳng có vô thượng Bồ Đề, chẳng có người đắc vô thượng Bồ Đề. Ông cần khổ siêng năng tu tập cầu vô thượng Bồ Đề như vậy chỉ hoài công vô ích, vì đó chỉ là ma sự, chẳng phải là lời Phật dạy. Ông nên xả bỏ tâm nguyện ấy đi, chớ nên mãi chuốc lấy khổ não lo âu, chớ nên ở mãi trong chỗ bất an ấy mà phải đọa vào các đường ác. Lúc nghe những lời như vậy, Bồ Tát phải tự niệm rằng: Đây là ác ma muốn phá hoại tâm vô thượng Bồ Đề của ta. Hết thảy các pháp đều là tự tướng không, đều là vô sở hữu tướng, chẳng có tướng, mà chúng sanh chẳng thấy, chẳng biết, chẳng hiểu. Ta dùng không tướng vô sở hữu tướng như hư không tướng mà phát đại thệ trang nghiêm cầu được nhất thiết chủng trí, để rồi vì chúng sanh thuyết pháp khiến họ được bốn quả thanh văn, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát nào từ sơ phát tâm nghe các pháp như vậy mà vẫn giữ tâm kiên cố chẳng động chẳng chuyển, lại thường hành sáu pháp ba la mật, thì phải biết Bồ Tát ấy sẽ vào được Bồ Tát vị. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì chẳng chuyển mà gọi là bất thối chuyển, hay vì chuyển mà gọi là bất thối chuyển? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, vì chẳng chuyển mà được gọi là bất thối chuyển, cũng vì chuyển mà được gọi là bất thối chuyển. Vì sao? Nếu Bồ Tát ở nơi thanh văn và bích chi Phật địa mà chẳng bị chuyển thì được gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, nếu Bồ Tát ở nơi thanh văn và bích chi Phật địa mà chuyển được các bậc thanh văn và bích chi Phật thì cũng được gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Nếu Bồ Tát nào mà có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này tu Bồ Đề, ác ma chẳng có thể phá hoại được tâm Bồ Tát bất thối chuyển, chẳng có thể khiến Bồ Tát bất thối chuyển xa lìa vô thượng Bồ Đề. Cho nên Bồ Tát muốn nhập sơ thiền, dẫn đến muốn nhập diệt tận định đều được tự tại. Muốn tu bốn niệm xứ, dẫn đến muốn tu tám chánh đạo. Muốn tu các tam muội không vô tướng và vô tác, dẫn đến muốn tu năm thần thông cũng đều được tự tại. Dù thường được tự tại như vậy, nhưng Bồ Tát chẳng thủ pháp bốn niệm xứ, chẳng thủ các thiền vị, dẫn đến chẳng thủ các quả thanh văn và bích chi Phật, cũng chẳng thủ Phật đạo. Vì sao? Vì Bồ Tát này chỉ vì chúng sanh mà thọ thân, vì chúng sanh mà thị hiện đến các cảnh giới nhằm làm lợi ích cho họ. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy, thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển thường niệm vô thượng Bồ Đề, chọn chẳng xả ly tát bà nhã tâm. Vì chọn chẳng xả ly tát bà nhã tâm nên Bồ Tát này chẳng quý sắc, chẳng quý tướng, chẳng quý quả thanh văn và bích chi Phật, chẳng quý sáu pháp ba la mật, chẳng quý bốn thiền, bốn vô lượng tâm, dẫn đến chẳng quý năm thần thông, chẳng quý bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng quý tám thánh đạo, chẳng quý mười Phật lực, dẫn đến chẳng quý 18 bất cộng pháp, chẳng quý thành tựu chúng sanh, chẳng quý thanh tịnh Phật độ, dẫn đến chẳng quý thấy Phật, chẳng quý giao trồng thiện căn. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tướng không, đều là vô sở hữu tướng, nên chẳng thấy có pháp nào đáng quý, khiến phải sanh tâm quý. Bồ Tát bất thối chuyển thành tựu tâm như vậy, nên ở nơi bốn oai nghi, đi đứng, nằm ngồi, Bồ Tát này đều nhất tâm bất loạn. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy, thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển ở tại gia thị hiện thọ năm dục lạc, để phương tiện hành bố thí làm lợi ích cho chúng sanh.
người cần ăn cho ăn, người cần uống cho uống, người cần y phục thuốc men cho y phục thuốc men, dẫn đến người cần những vật gì khác đều cung cấp đầy đủ. Như vậy Bồ Tát này tự mình hành đạt ba la mật, dạy người khác hành đạt ba la mật, hoan hỷ tán thán người hành đạt ba la mật, đối với năm ba la mật kia cũng đều là như vậy cả. Lại nữa, Bồ Tát này thường tu phạm hạnh, chẳng hiếp đáp, chẳng khinh chê người khác, cũng chẳng cướp giật của người khác làm cho họ phải phiền lo. Nếu Bồ Tát nào có hạnh lại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển thường được chấp kim cang thần theo hộ vệ và tự nguyện rằng Bồ Tát này sẽ được vô thượng Bồ Đề nên ta phải thường ở bên thủ hộ, khiến các thiên ma, các người có thế lực ở thế gian chẳng có thể phá hoại được. Lại nữa, Bồ Tát này thường chẳng ly tát bà nhã tâm, dẫn đến chẳng ly vô thượng Bồ Đề tâm, thường đầy đủ năm căn tín tấn niệm định huệ, là bậc thượng nhân chẳng phải là kẻ hạ nhân vậy. Này tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là bậc thượng nhân? Phật dạy, này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nào nhất tâm hành vô thượng đạo mà tâm chẳng tán loạn thì phải biết đó là bậc đạo nhân. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát nào nhất tâm niệm Phật đạo, thường hành tịnh mạng nên chẳng dùng chú thuật pha trộn thuốc men để trị bệnh, chẳng dùng phù chú để sai khiến quỷ thần nhập vào thân nam hoặc thân nữ nhằm hỏi các việc lành dữ, phước lộc sống chết, vân vân. Vì sao? Vì biết rõ hết thảy pháp đều đạt tự tướng không, đều chẳng có định tướng, nên Bồ Tát này chẳng hành tà mạng mà chỉ hành chánh mạng. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạng như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Luận, nên biết nhất thiết chủng trí có nhiều tên gọi khác nhau, có thể gọi là Tát Bà Nhã, là vô lượng Phật Pháp, là Bồ Đề, vân vân. Vì nhất thiết chủng trí là vô thượng Bồ Đề nên hết thầy chư Bồ Tát đều phát đại thệ nguyện đến vô thượng Bồ Đề. Bởi vậy nên ác ma mới hiện thân tỷ kheo đến chỗ Bồ Tát thuyết rằng nhất thiết chủng trí cùng với hư không bình đẳng là không, là vô sở hữu. Bồ Tát là không, là vô sở hữu, chỉ ví như hư không, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có thể hay biết được. Nhất thiết chủng trí cũng là như vậy, cũng cùng với hư không bình đẳng, giáo pháp ba la mật dẫn đến nhất thiết chủng trí đều chỉ là những pháp trợ đạo. Các pháp ấy đều rốt ráo là không, là vô sở hữu tướng, đều chỉ có ở nơi danh tự, cho nên chẳng có pháp vô thượng Bồ Đề, chẳng có người đắc vô thượng Bồ Đề. Ông chẳng nên phí sức chịu cần khổ để cầu vô thượng Bồ Đề. Thầy của ông dạy ông phải xả ly ma sự mà nguyện cầu được vô thượng Bồ Đề của ông, chính là ma sự vậy. Vì sao ông chẳng thủ niết bàn? Vì sao ông lại xả ly niết bàn để thủ chấp lấy sanh tử? Các kinh mà ông học về nghĩa của sáu pháp ba la mật chẳng phải đúng theo lời Phật dạy, đó chỉ do người tạo lập ra. Ông hãy mau mau xả bỏ tâm tát bà nhã, tâm cộng được vô thượng Bồ Đề, vì tâm ấy làm cho ông chẳng được an ổn, dẫn ông vào ba đường ác. Bồ Tát bất thối chuyển nghe nói như vậy, biết rõ đó là lời ma hủy bán nhằm xúi dục xa lìa vô thượng đạo. Bồ Tát biết hết thảy pháp đều là không, là vô sở hữu tướng, nhưng chẳng phải như lời ngụy biện của ác ma. Bồ Tát biết rõ rằng chúng sanh do vô minh điên đảo che tâm, khiến chẳng biết chẳng hiểu được thật nghĩa của pháp không. Bồ Tát nguyện tự trang nghiêm tát bà nhã tâm để vì chúng sanh nói pháp. Bồ Tát nói với chúng sanh rằng hết thảy pháp là không, là vô ngã, là thật trang nghiêm. Hết thảy pháp là không thì trang nghiêm đó cũng là không, như vậy mới là tương ưng. Bồ Tát vì chúng sanh nói pháp như vậy, dẫn dắt chúng sanh tu tập để được bốn quả thanh văn, tận đoạn các kiết sử, ngộ được vô vi pháp và được ba tam muội, không, vô tướng và vô tác, mà vẫn tương ưng với hữu vi pháp ở nơi ba giải thoát môn, mà chẳng chấp vô vi cùng hữu vi, chẳng giấy tâm phân biệt các pháp. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là vô sanh tướng, vô trú tướng, vô diệt tướng, đều là tánh không cả, dẫn đến vô thượng Bồ Đề cũng là như vậy. Bồ Tát bất thối chuyển từ sơ phát tâm, vẫn giữ tâm kiên cố bất động, bất chuyển, khiến các mũi tên phiền não chẳng chạm đến tâm. Bởi vậy nên các ác ma dù dùng lời lẽ xảo quyệt để phủ dụ cũng chẳng sao có thể lay chuyển được tâm Bồ Tát. Bồ Tát dùng tâm kiên cố bất động, bất chuyển, tu tập sáu pháp ba la mật và Bồ Tát vị thẳng tiến đến vô thượng Bồ Đề chẳng hề lùi sụt, nên được gọi là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì chuyển mà được gọi là bất thối chuyển, hay vì bất chuyển mà được gọi là bất thối chuyển? Phật dạy, này tu Bồ Đề, vì chuyển mà được gọi là bất thối chuyển, cũng vì bất thối chuyển mà được gọi là bất thối chuyển.
Lời dạy của Phật có nội dung sau đây. Nói chuyện là nói về thế đế. Ở nơi Thanh Văn và Bích Chi Phật địa mà Bồ Tát chuyển được tâm của chư Thanh Văn và Bích Chi Phật đưa họ vào Bồ Tát vị. Nói bất chuyển là nói về đệ nhất nghĩa đế. Ở nơi Thanh Văn và Bích Chi Phật địa mà Bồ Tát vẫn giữ được tâm kiên cố bất động của vị Bồ Tát đã vào Bồ Tát vị. Lại nữa, hết thảy các pháp đều là nhất tướng, là vô tướng, cho nên chẳng có thừa nào là định tướng cả. Như vậy là ở nơi đệ nhất nghĩa đế thì cả ba thừa đều chẳng có phân biệt, vô phân biệt, cho nên cũng chẳng có chuyển, vô sở chuyển vậy. Bồ Tát bất thối chuyển tuy hành pháp ở cõi dục để độ chúng sanh, nhưng vẫn luôn luôn tự tại ra vào các thiền định. Muốn giáo hóa hạng chúng sanh nào thì Bồ Tát hiện hành đúng theo hướng tâm của họ. Tâm Bồ Tát thanh tịnh nhu nhuyễn, chẳng thọ phước báo ở cõi trời trường thọ thiên, thường phát tâm tu bốn niệm xứ mà chẳng chứng các quả Thanh Văn, dẫn đến chẳng chứng quả Bích Chi Phật. Bồ Tát quán khắp các quốc độ ở trong mười phương, biết cảnh giới nào có thể làm việc lợi ích cho chúng sanh thì thị hiện thọ thân ở nơi đó để hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát luôn luôn nhất tâm niệm vô thượng Bồ Đề nên chẳng quý các pháp khác. Lại nữa, vì Bồ Tát chẳng xả bổn nguyện lợi sanh nên chẳng quý quả Thanh Văn và Bích Chi Phật. Bồ Tát thường dụng tâm vô sở đắc khi thật hành sáu pháp ba la mật, nên đối với Bồ Tát thì bố thí chỉ giới dẫn đến gieo trồng thiện căn, còn chẳng quý huống nữa là năm dục lạc cùng các lợi dưỡng ở thế gian. Vì sao? Vì quán hết thể các pháp đều là tự tướng không, nên Bồ Tát chẳng thấy có pháp nào đáng quý cả. Cũng nên biết rằng người thế gian do tham và quý của mà khởi động tâm muốn chiếm giữ, nếu chẳng giữ được thì sẽ khởi sanh phiền não. Bồ Tát chẳng tham chẳng quý nên tâm thường thanh tịnh bất động. Do vậy mà thân hành và khẩu hành của Bồ Tát vẫn thường nhu nhuyễn an hòa, khiến ở nơi bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, Bồ Tát vẫn thường nhất tâm bất loạn, chẳng hề có lỗi lầm. Hỏi: trong kinh nói Bồ Tát phương tiện thọ năm dục lạc để làm lợi ích cho chúng sanh, như vậy Bồ Tát dùng những phương tiện gì khi ở trong năm dục lạc? Đáp: năm dục là lửa thiêu đốt chúng sanh, nên Bồ Tát thệ nguyện vào trong năm dục để dùng phương tiện độ thoát chúng sanh. Khi đã đầy đủ thiện căn công đức rồi, Bồ Tát tự niệm rằng: nếu ta xuất gia thì với một thân ta chẳng làm thế nào để nhiếp độ hết thảy chúng sanh được. Trong lúc đó thì có vô lượng chúng sanh trong các loài cần đến sự giúp đỡ của ta. Vì phát tâm từ như vậy nên Bồ Tát thị hiện sanh vào nhà phú quý để có đủ các phương tiện thật hành hạnh bố thí. Ở tại gia thì bố thí tài vật, khi xuất gia thì bố thí pháp. Tâm Bồ Tát mênh mông vô lượng, ví như cánh đồng rộng đầy đủ hoa màu, đem lại sự lợi ích cho người và cho chim thú vậy. Người xuất gia hành sáu pháp ba la mật, tán thán bố thí, thường bị người đời chê rằng vị tu sĩ ấy chỉ có một thân một mình, chẳng có tài vật gì để bố thí mà lại dạy người bố thí, như vậy chỉ là nói suông chẳng ích lợi gì, làm sao có thể tin được. Bởi nhân duyên vậy nên để làm trợ đạo pháp cho hàng xuất gia hành pháp thí, Bồ Tát đã dùng được phương tiện bát nhã ba la mật thì hiện sanh vào nhà phú quý, ở tại gia hành bố thí đúng như pháp, khiến nhiều người tín thọ. Có khi Bồ Tát thị hiện làm vị chuyển luân thánh vương, đem tài vật bố thí cho cả cõi Diêm Phù Đà. Có khi thị hiện làm đảnh sanh vương, có của cải tùy ý để bố thí. Có khi thị hiện làm Đế Thích Phạm Vương, dưới mưa báu đầy khắp cõi đại thiên thế giới để cúng dường chư Phật. Bồ Tát chỉ muốn làm cho chúng sanh được sung mãn, nhưng tự mình chẳng có tham đắm năm dục lạc. Vì sao? Vì thủ thọ năm dục lạc khiến tâm sanh kiêu mạn, khinh chê người khác. Nếu đoạn trừ được tâm dục thì tâm sẽ ít sanh phiền não, ít bị chìm đắm. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Khi Bồ Tát vào được vô sanh pháp nhẫn và được Bồ Tát vị thì sẽ được Phật thọ ký. Lúc bấy giờ Bồ Tát được chấp kim cang thần thủ hộ. Lại nữa, Bồ Tát khi Bồ Tát quyết định được Phật đạo thì các vị thần tự phát nguyện: nếu có ai xâm tổn đến Bồ Tát thì chúng tôi sẽ dùng thần lực phá tan ý đồ phá hoại của họ. Hỏi: nếu nói Bồ Tát được kim cang thần thường theo để thủ hộ thì như vậy xét riêng Bồ Tát đâu có oai lực gì? Đáp: Bồ Tát tự mình có đầy đủ công đức và có oai lực lớn nên mới được kim cang thần vương theo bên để thủ hộ. Ví như người chẳng có đôi mắt và năm thước căn thì chẳng khác gì loại cây đá, phải nhờ năm thước căn mới có thể thấy, nghe hay biết được. Cũng như vậy, Bồ Tát có đầy đủ năm căn tín tấn niệm định huệ nên có oai đức rất lớn, nên phàm phu chẳng thể nào tin hiểu được.
Hỏi: trong kinh A Tỳ Đàm có nói người nào thành tựu được năm căn tín tấn niệm định huệ thì chẳng mất thiện căn, như vậy hàng phàm phu đã mất thiện căn chăng? Đáp: chúng sanh chẳng mất thiện căn, mặc dù dụng của năm căn tín tấn niệm định huệ chưa phát khởi. Ví như đứa bé cũng đã có sẵn tâm dâm dục nhưng chưa phát dục vậy thôi. Nói về năm căn phải nên phân biệt có hai trường hợp: trường hợp thanh văn và bích chi Phật, trường hợp Bồ Tát và Phật. Hàng thanh văn và bích chi Phật thâm tín niết bàn nên thường dùng trí huệ quán thế gian là vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh. Còn Bồ Tát thâm tín từ bi tâm nên dù ở nơi cảnh giới của chúng sanh và mà vẫn thường quán thật tướng pháp, biết rõ các pháp đều là vô sanh vô diệt. Tuy chưa làm Phật mà thường tín thọ các Phật sự, có Bồ Tát căn thì mới có thể thấy nghe hay biết các thần thông lực của chư Phật. Hàng thanh văn và bích chi Phật chẳng có được như vậy. Trong kinh Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát có nói: các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiến Liên, Tu Bồ Đà tuy ở gần bên Phật nhưng vì chưa có Bồ Tát căn nên chẳng nghe được Phật thuyết kinh ấy cho hàng Bồ Tát nghe. Bởi vậy nên nói Bồ Tát có đầy đủ năm căn tín tấn niệm định huệ thù thắng hơn hàng thanh văn và bích chi Phật. Hỏi: trong các kinh đều nói thiện nam thiện nữ nào giữ được thân khẩu ý thanh tịnh, thường biết ơn và báo ơn, thường vì chúng sanh xả thân mình để cho chúng sanh được an vui, thường làm lợi ích cho chúng sanh mà chẳng cầu báo, rất xứng đáng được gọi là bậc thượng nhân. Này vì sao chỉ nói người nhất tâm bất loạn hành vô thượng đạo mới là bậc thượng nhân? Đáp: Phật dạy nhân tâm bất loạn là đã thủ nhiếp hết thảy các pháp, các thiện pháp rồi. Vì sao? Vì chỉ nhất tâm bất loạn cầu Phật đạo là đã tiêu trừ sạch các phiền não. Bồ Tát do thâm ái chúng sanh mà đem thân mình bố thí làm lợi ích cho chúng sanh, lại vì thường nhất tâm bất loạn niệm vô thượng Bồ Đề, nên thường trì giới thanh tịnh, chẳng hành tà mạng, chẳng làm bùa phép chú thuật, chẳng cầu tài lợi danh vọng. Bởi vậy, nên dù có người muốn biết các việc vị lai tốt hay xấu, muốn biết mình sẽ sanh con trai hay con gái, muốốn biết thọ mạng của mình dài hay ngắn, muốn hỏi về các việc lành hay dữ, vui hay khổ, hơn hay thua, vân vân, thì Bồ Tát cũng chỉ đắc hành nhằm nhiếp độ họ, phá trừ tâm san tham, tâm kiêu mạn nơi họ mà thôi. Bồ Tát làm như vậy chẳng phải vì tài lợi danh vọng. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ các pháp đều là tự tướng không, chẳng thấy có các pháp tướng phân biệt, chẳng thấy có tướng nam, nữ, tốt xấu. Cho nên chẳng bao giờ Bồ Tát hành tả mạng cả. Hết quyển 73.